năm nha. 30 năm sau là mà tiền công sao chính thức gửi hay ạ? Lại dây gửi qua chị xem kỹ ok rồi, chị. 3420 em chốt cho chị Hoa Nguyên nha. Thường á em rậu mấy cái vụ chụp hình nhân viên em hiện là đang chụp hình xấu hơn so với thực tế. Thôi thì em cũng chụp nhưng mà mấy chị biết là chụp hình xấu hơn so với thực tế nha. Coi này là đây là đẹp nhất luôn, là đúng với thực tế nè. Em là bị khách ra góp ý luôn đó, là chụp hình gì mà xấu nhưng mà ra nhận thì thấy đẹp. Tiếp mang chốt kỳ dây đều đàn đẹp 38.550.000 nha, chụp đẹp cho chị Vân Nguyễn cứ coi nè bé ơi. Rồi, thì lấy dây của em đeo. Ok chị, lấy luôn cái mặt đi chị. Nè, nhưng mà nó có nhiều trọng lượng. Dây em là 6686, em có 5 cộng lượng mấy chị. Còn mặt dây chuyền là 9963, sale tiền công 320, mặt cũng rộng. Dạ Huỳnh Xuân Trinh. 610 là 3 triệu. Cái gì lộn 5.040.000 bông khoan halo đợi út chứ nha. 5.040.000 một chỉ à. Bông khoan halo có đó, đợi em. Bông khoan có bông khoan halo. Chiếc lắc, chiếc lắc đây, đi size nào đeo cũng được, siêu đẹp luôn. Một chỉ 974 nè. Tiền công thị trường là 1.200.000. Em sale nửa giá là, trời ơi mặt đây nó cũng đẹp nữa, nửa giá là 600. Mình đeo hai kiểu luôn cũng đẹp luôn biết chị. 600. 10.549.000 ạ. 10.549.000 là mình có đơn ạ. 10.549.000 tiền công sale. Rồi đeo cho chị đẹp quá. Trời ơi mấy chị coi kỹ cái hộp của nó nè. Cái nghĩa là cái này nó vuông nha mấy chị. Đó. Cái ổ hộp vuông mà cái hộp thì tròn, đẹp vậy đó. 10.549.000 có đơn ạ. Rồi không kịp đeo luôn. Chuyển khoản nha em trong vòng 10 phút chị nha. Nội dung chuyển khoản để xem Facebook thôi ạ. Không ghi mua vàng hay mua lắc. Mua dây chị nha. Mập ơi, chừng nào em xanh nhớ mập. Chắc gần rồi. Chưa chụp. Đây. Chào chị. À em lên lắc bi ba màu. Vòng bi lò xo vô rồi. Ủa người ta vòng bi mà sao vòng mình đưa vòng lò xo mà. Sao đưa vòng lò xo vậy? Vòng bi mà mũi mũi. Đây vòng lò xo. Rồi em cho chị Phạm Hanh á. Phạm Hanh là mã dự bị nha. Em hay chốt cho chị Châu đi. Phạm Hanh mã dự bị, sau 10 phút bên kia không chuyển em sẽ đẩy hình cho chị. Thêm vòng đinh gì con, ni 52, vòng đinh cũng hết luôn. Em còn có lắc tennis nào nữa không, lô ra đi. Dạ, vòng tennis hả? Lắc tennis á, kiểu lắc vui hộp mà chị mới coi con. À, đây em có lắc tennis nhưng mà hộp trà Pháp. Hộp trà Pháp chịu không mà. Còn 2 tuần nữa hả? Ok, chúc mập của chị mẹ tròn con vuông nha. 3 chỉ 2. Vòng lò xo này ni 56, 58 vừa nè mấy chị. Rồi mặt đồng hồ nhỏ đây nè. Vô rồi nè, 5 chỉ nha, 5 chỉ. Có lắc tennis mấy chị ơi. Đây được không chị Vân? Chị Na Nguyện đợi xíu hả? Nè, bông con công và bông hồ cao cấp. Chị Trúc Ly hôm bữa mua cái nhẫn con công chưa? Bây giờ chốt luôn đôi bông con công nè. Đâu rồi bông bạc nha chị. 5/74. Bình thường mấy chị mua là khoảng 550 tiền công. Em bán nửa giá cho mấy chị. 275.000 lấy 260. Trời ơi sao nó rẻ dưới trời. 260. 3153. 3153 là còn, mình có đơn à. Còn có lắp tên nhất nào nữa không? Chị vô em đặt cho chị Thanh Vân hả? Chị đeo đi bao nhiêu để em lấy trên công ty cho. Có dây công Hàn Quốc tầm 1 chỉ quay đầu không? Dạ, rồi chị Phạm chưa kịp lên chị lấy luôn rồi chốt đơn đi muội, mày còn ghi giá 3. Nữa người ta chốt đơn rồi. 3153 chốt chị Phan Thị Thôi. Đi nhanh lên. Các chốt còn nhanh hơn con tờ đinh nữa. Có bấm điện thoại. Trời ơi nó không cấm bấm luôn. Bấm nó ra rồi chị. Ra chưa? Nó không cho chốt cái gì. Chị đeo đi bao nhiêu để lên công ty Út lấy cho. Mặt bút là mặt gì chị ha? Dây chỉ công Hàn Quốc mà 1 chỉ quay ni 52, 54. Ok chị. Rồi bé. Dạ bé. Là nói với bé đây nè. Đặt nè, ni 52, 54 nè. Đeo vừa. Lăng cái 52 8 ly. Ừ. Đi đặt đi. Lắc tên đi. Mặt bướm. Cô ơi con nhắn tin trong tin nhắn cái mẫu con coi được không? Bây giờ Châu đang like rồi, thành thử Châu đâu có coi mẫu được đâu. Alex ơi. Mặt bướm hả? À mấy chị nhớ hôm qua chị Thảo đeo cái nhẫn không? Hôm nay có cái mặt nè, có 6/97 à, chị nào thích không? Út lên. Dạ rồi, em lên nè, tennis nhỏ, tennis lớn lên luôn, vòng lò xo, nhẫn xanh form dài, còn không?
chị bị hụt quá. Dạ xanh còn loại này. Để chú cho ưu tiên cho chị. Là khi nào có em, có nghĩa là bây giờ để chú hỏi công ty. Nếu nó có là ngày mai ngày mốt có luôn, còn không có là họ đặt lại thì em sẽ báo với chị nha. Bé giúp cho coi có cái nào màu xanh dài hơn không? Xanh hơn. Dài hơn. Rồi em có mẫu này được không? Xanh lá cây nè, và màu trà được không nè? Chị Trúc Ly và chị Trần Nhan Nhi. Xanh dài hơn cả thường. Xanh nào cũng được mà dài hơn là còn lò xo đi 56 à, chịu không mấy chị? Rồi lên nha. Lắc nhỏ trước đi, 1394. 1394. 1394. Lắc tennis, khó hộp. Thị trường bán 1.2 triệu. Trên like là em bán một nửa giá là 600 thôi, kệ em bán 550 nha. Có nhẫn con cong luôn chị. 550 đi mùi mùi. Mày đứng hình hoài. 75, 76. Chị hãy em đứng kiệm bên chị. Không nghe đúng không? 75, 76. 75, 76. 75, 76 là mình có đơn à. 75, 76 nó đẹp lắm mấy chị. Thương ơi, chị nhận con nhỏ nhỏ nhỉ nhỉ xinh xinh. Vòng lò xo rồi để út lên cho. 75, 76 là mình có đơn à. 75, 76 à. Có dây sóng vuông 1 tỷ mấy nha Thanh Thảo nha. Đây 75, 76 dùng chỗ một siêu đẹp luôn mà bán được có nửa giá à. Dán vô dây sóng vuông nè. Chị Thanh Thảo coi chốt ra. Ủa này hai chị luôn hả? Dán chị mấy hồi nãy đâu rồi? Lắp đó là 16 sân là ni 50, 52 đeo vừa. Đâu dán cái dục đâu? Dục lung tung rồi, dục đúng cái lắp đâu? Em cho mua in tem. Sao lại in sỏ vô thôi rồi bé hả? Tỉnh táo còn rắn. Uống nước vô. 16 sân. 16 xăng là đi 50, 52 đeo vừa. Rồi chị Trương Thanh Huệ lấy lắc nha. Cảm ơn chị chuyển khoản cho Út 1 triệu nha. Nè chốt rồi nè. Tập trung vô em về là không ổn đâu Tà Rưng. Uống miếng nước đi. Nhanh nhanh đi. Đi uống nước đi chị nói thật. Thế với Tà Rưng miếng nha em. Rồi cái dây này là 1 chỉ 955 nha chị. Sale tiền công 380 và 4 tấc rưỡi. 10 triệu 435. 10 triệu 435. Ôi một con rắn. Rồi, nhẫn con công đây nè. Đánh nó, phát cho nó tỉnh hả? Bầu rồi mà còn sung nữa. Thôi em ơi, nhịn nhịn. Nhịn là thượng sách cái chi nha. Chị có chị Chi bên đây. Bông vàng chị cầm đít bật hay đít đẩy? Bông châu cầm là đít đẩy ha. Chỉ có đít đẩy nó có nhiều kiểu như vậy thôi. Rồi, màu trà phát, màu này nó rất là đẹp luôn. Nó ngọt gì đâu luôn á. 17 xăng, coi như là như 52, 54 đeo vừa. 3 chỉ 224. Đừng có nói ngay cái lỗ tai chị xin xe ra. 3 chỉ 224. Bình thường mấy chị mua khoảng là 1.250.000 tiền công thì em sẽ bán nửa giá là nhiêu nhỉ? Là 625 đúng không ạ? Em sale còn 550 thôi nha. Đó, full hộp 16.799.000 là mình có đơn à. 550 chắc mới mua được có 6 cái hộp thôi mấy chị. 16.799 là tiền công sale 550.000 à. À nhẫn nữ hoàng đi 9 hay 10 có chị Nguyệt, em đang đeo luôn nè. 16.799 là mình có đơn bán chị nha. 16.799 là tiền công sale 550.000 thôi à. Nhẫn công. Dây sóng vuông chỉ tư có, đợi xíu út lên cho. Đây. 16.799 sale công 550. Màu cao cấp đẹp lắm. Ai giúp coi. Có những con công hụt gì. Con hụt màu. Rồi từ từ em lên cho chị Cát Tường nha. Chị muốn hỏi cái vòng nào với chị. Mấy chiếc vòng em đeo tới 6 chiếc lận. 16.799 sale công 550. Còn vi em đang đeo là ni 50 đeo vừa đó. 4950. Có nha chị Thanh Thảo. Vòng đinh em hết rồi chị Thanh Vân. Đây ni 48, 4950. 52 đeo vừa đó. 52 đeo vừa luôn. 51.462.000. Nặng là 10 chỉ 4 ly 2. 850 tiền công 51.462. Rồi xin bên lò xo đi nè mấy chị. Chị Thanh Thảo ơi, em có dây sóng vuông 1 chỉ 4. Rồi đây vòng này là ni 56, 58 đeo vừa, 18 chỉ 550. Nó tới 3 bộ là 21 vòng lận.
18 chỉ 550. Bình thường mấy chị mua khoảng là 1.950.000 tiền công. Để em coi em bán rẻ nhiêu đây. Rồi bây giờ em sale cho mấy chị nha. 1.200.000 tiền công. 1.200.000 tiền công cho 3 bộ luôn. 1.200.000. 1.200.000 mà chia 3 tính ra ông bộ xi măng còn có 400.000 à. Rẻ quá. 4.692.000. Đi 5.6, 5.8 đâu vừa. Chị mới 4.692.000 là mình có được mấy chị nha. Tiền công sale là 1.200.000 thôi à. Chị mới 4.692.000 là tiền công sale 1.200.000. 1.200.000 là tính ra có 400.000 một bộ nha mấy anh chị nha. Rồi qua giá. Dưỡng mấy cái vòng này đi, đẩy qua kia, có chốt gì đó. Có dây cong nam luôn. Rồi, tiếp. Cái nhẫn này là ni 9 ni 10 nè chị. Ni 9 ni 10 nè, đợi em nha. Đây, lò xo bi. Cái này là ni 56 đó anh chị nha, 54, 56. 11 chỉ 26. Chuyển cọc là lừa đảo chị Thanh Vân ơi. Bên em là chốt được đơn thì mới chuyển tiền, chuyển đúng số tài khoản nha. 11 chỉ 26 đi 54 56 đeo vừa. 2 4 6 8 9 9 cộng. Thị trường mấy chị mua cỡ 1.500.000. Rồi em bán cho mấy chị là 999.000 tiền công. 57.749.000 à. Có dây bi đợi em nha. 57.749.000 là mình có đơn à. Đi 54 56 cho mấy chị coi như là 9 vòng đó. Ờ em đếm 2 4 6 8 9 nha. 57.749.000 là mình có đơn à, tiền công sale 999.000 thôi mấy chị ơi. Nó là cái này nó ra ngoài này nè, do em cột kia thun á. Rồi em mua châu qua nha. Em qua cái lắc này luôn, 16.799.000 nha. Rồi bây giờ lên bông đúng không ạ? Em có cái đôi bông si 2 màu. Với tay to đều được, với tay nhỏ đều được, 4/7. Bình thường mấy chị mua là khoảng 450 tiền công. 450 mà chia 2 là cũng 220 đúng không? Em bán 190 thôi ạ. 2559. 2559 là có đơn. 2559 là mình có đơn ạ. 2559 sale 190.000. 2559. 2559. Dạ bộ vòng là sơ trước kìa đây. 94.692.000 à. Cái này nặng bao nhiêu? 18 chỉ 55. 18 chỉ 55 có 400.000 tiền công thôi. Bỏ qua tiếng hụi hụi luôn nha mấy chị. Tiền công xem 1.200.000 thôi. Rồi chị Na lấy nè. Cảm ơn chị chuyển cọc cho em. Em có cộng 1.7. Chị lấy đi chị Thanh Thảo. Chị nào chốt 1.7 nè. 1.758 về 4.5. À quên, để cái thối giống như vậy nè, để đổ vô. Mặt của dây út đeo là 1.919. Xeo tiền công còn có 320. Thành tiền 9.962. 9.962 là mặt dây chuyền của út đeo con rồng. Tiền công xeo 301 thôi à. Hồi nãy cái sợi ký nó còn bán dây bán nhiều. Rồi, sợi dây này tiền công là 380. Em chào chị Tiên. Nè em lên chị Thanh Thảo nè chị. 9240 là mình có đơn à. 9240 là tiền công sale 380.000 thôi à. 9240 là mình sợi châu đeo nha. Hiện tại nó chưa có 5 tấc chị. 9240 là tiền công sale 380.000. Dài 4.5. 4.5. Rồi 4.2 hả? Có cộng là 4.2 đúng không? Hay 4.5 hả? Có 4.2 đợi xíu đi rồi em cho lên cho. Với 3 màu đây chị. Em có 1.7 à. 1.7 là nhẹ nhất đó chị. 1.4 à. Rồi cái này lắc này sao nó ngắn dữ mấy chị ha. Cái này là nó. Rồi nó ngắn lắm mấy chị. Đi 44 nó đeo vừa. Chị nào mà đeo đi lớn hơn thì em cho thêm tăng đơ cho mình nha. Lên 48. Còn không mua cho con mình đeo đi 44. 1.03. Sale tiền công cho mấy chị là 290.000.
5481 5481 là mình có đơn ạ. À? 5481. Chị Tiết Tiên Nguyễn đang đi bao nhiêu chị? 5481. Cái này là ni 44 nha. Ni 44 là ni hơi nhỏ. Rồi em lên cái này cho nó bự hơn nè. Đây. Có tăng đưa ni size nào đeo cũng được. 3 chỉ 106. Bình thường mua khoảng 950 tiền công đó mấy anh chị. Em cho đang chia nửa giá ra là 475. Em sale cho mấy anh chị 450 nha. 16 triệu 104 là mình có đơn ạ. 16 triệu 104. 16 triệu 104. Tiền công sale 450.000. Mấy chị có mua cho con gái mình không? Mua con gái mình là mua cái ni 44 á. Bi lớn nhất nhiều em, cái đó là bi lớn nhất là 3 màu rồi đó. Ít nhất là cái chỉ 7 đó chị Thanh Thảo ơi. 5481 là cái gì con? 5481 là cái lắc đó, cái lắc 3 màu. Dạ không có ni 54. Dạ, ở đây. 16 triệu 104. Rồi, tháo cái vòng này ra, vòng này là 51 triệu 462. Xem 850. Rồi em lên cái nhẫn nè, nhẫn này, nhẫn nữ hoàng. Ni là ni 9, ni 10 đó. Chị nào muốn mua nữ hoàng ni 9, ni 10 thì đừng bỏ qua cái này. Xi mi lò xo nhẹ vàng là nhẹ là bao nhiêu? À, bi lớn một màu hả chị? Dạ rồi. Cái này là ni, ni 8, ni 9 đây. Ni 8, ni 9 nè. 2 chỉ 2, 18. Thị trường bán khoảng 1 triệu mốt. Út chia nửa giá là 550 đúng không? Út tính nha mấy chị là 450 thôi. 450 tiền công. 11.629 là mình có đơn à. 11.629 là mình có đơn mấy chị nha. Tiền công. Dạ không có nha chị Thúy Bùi ơi, đếm lên dây khác à. 11.629 là mình có đơn à. 11.629 à. Tiền công xe 450 à. Cái chùm dây chị Châu Phong ra rồi, xong mấy đứa bỏ đâu rồi giờ cho kiếm hết tiền. Chùm dây chị Phong ra mà giờ mấy đứa mở ra hết trơn rồi. Chị nhìn Phật chị làm cái nẹp đen á, biết không? Dạ, em không biết em gắm gì đây. Đây, xem vòng Út đang đeo. Dạ, vòng mà vòng này hả chị? Chị muốn mua bi nào em báo giá cho, đen hay trắng hay đỏ ạ? À? Có đôi nào giống đang đeo mà to hơn không? Dạ có. Đây, dây nè mấy chị, 5 tóc 3, 1 chỉ 824. Dây chỉ công. À, dây chỉ công Hồng Kông. Rồi, bình thường mấy chị mua sợi này khoảng 550.000 đổ vàng. Cái này để vuông đi, để ngang qua. Cái này để ngang qua con, dọn dùm cái này để ngang qua nè. 550 tiền công. Bây giờ em chia nửa giá nha. 275.000. Tay kia hả chị? Dạ. 275.000 tiền công, 1 chỉ 824. Gỡ này ra nè con, xoay cái này ngang lại để bạn làm em bấm máy mà. 1 chỉ 824, 275.000 tiền công. 9468 9468 là mình có đơn à. 9468 9468 tiền công sale 275.000 thôi à. 9468. Dạ không được nha chị Hà Cẩm Tiên. Đó, chị Thúy Bùi và cái chị nào hồi nãy kêu em lên dây dây Hàn Quốc đó Hồng Ngô, em lên cho mấy chị nha. Rồi chị Hồng Quý lấy. Rồi, vòng này chị Tiên để em lên cho. Vòng này á là 15.5. Không biết chị đeo vừa không ta? Hơi nhỏ chị Tiên ơi. 946. Cái này có 15.5 chị đeo vừa không? Đây, nhẫn Hồng Kông, 2 chỉ 775. Dạ có luôn chị Diệu Hương. Bình thường mấy chị mua là khoảng 1.350.000 tiền công. Em bán nửa giá là 675 đúng không? Em lấy 650 nha. 14.636 Chính phủ cho trả lời bình luận thôi. Trên chị Huỳnh Xuân Trinh chị hỏi gì kìa? Chào hỏi những vuông đá Nam Phi ấy chị. Những vuông đá Nam Phi chị lấy màu nào chị hồi xuống trên màu trắng. 14636. Cái nhẫn này là ni nào cũng chỉnh được nhưng mà hiện nó đang ni 11. Dạ nam nữ đeo được cái dây đó nha chị Ngọc Quý ơi.
dán cho tờ giấy đi, ghi giấy là dán liền em. Em cọc rồi mà bên em nói chưa thấy. Em lấy cho chồng cứ thi tiền chưa? Chỉ nha, tiền chưa có, không có nói gì cho báo với khách trên này luôn. Bà cái lắp đây coi. Con nhắn nữ nữa, con nhắn nữ nữa. Đổ vàng vô trong thố đi, đi con. Để đây cho, bỏ vô trong thố đi con. Chị đó là bà, em giao vàng ở trong nhà, chị đang lớn chỉ dùm cho khách. Còn cái này là cái gì? Cái này là cái gì, có bán không? Hả? Có, phải bỏ vô đi, gọn gàng. Đưa bên kia. Có nhẫn con rắn luôn ạ. Tiền công nè, 675. Hay là bao nhiêu? Hay là 650. 650. Đi 650 đi. Dạ, có bông hột trà luôn chị. Đây. Bông hột trà sòn Nam Phi nha. Chị Trinh, chị đợi đang kiếm coi có không, có trả lời chị nha chị. Có nè con. Đây, chị. Dạ, không có to hơn chị nha. Thì con như đây, sợ rồi, 6 phân 43 nè. Thị trường mấy chị mua chiếc này là tầm khoảng là 850. Một nửa giá của nó là 425. Bây giờ em bán 320 thôi. 320 sòn Nam Phi nha mấy chị. Giá tay to đeo được luôn, đẹp luôn. 3561 là mình có 3561. 3561. 3561 rồi, tiền công sale 320 thôi à. Rồi, em lên với mẫu sòn Nam Phi chị chốt nè. Niêm 10, 11, 12 chốt đơn cho em nha. 11, 12, 6075. Thị trường bán tiền công tầm khoảng là 800. Em chia nửa giá là 400 đúng không? Em bán cho mấy chị 350 thôi nha. 3752. 3752. Tiền công xe 350.000. 3752. Tiền công xe 350.000. Này, màu trắng đây nè. 3752 Xác nhận tiền cho khách liền đi nhỏ. 3752. Rồi chị Huỳnh Xuân Trinh lấy. Còn bông, bông này chị Thu Lê, bông là 3561 giùm em. Bông này có hột trắng không á ạ? Rồi có 3561 nha. Em kiếm hột trắng cho. Ngoài tiệm mình hay sao? Bông đó em có màu vàng, màu hồng. Màu vàng, màu hồng. Chị lấy màu vàng đi. Chị lấy màu vàng đi. Chị Trương Mỹ Trinh. Màu vàng với màu hồng, màu xanh. Màu xanh. Màu vàng, màu hồng, màu xanh. Rồi. Đó, chị lấy thì báo em nha, vàng hồng xanh. Bỏ chung một bịch đi. Bỏ chung một bịch. Rồi, muốn mua hột trắng á, nửa nhắn trà. Để bạn bán lấy đồ cho em anh chị, đưa qua cho bé kia. Rồi, đây. Em lên môn mật nha. Hột siêu sáng, lanh dễ sợ luôn nè. 6 phân 43 được rồi bé. 6 phân 43. Thị trường là tầm khoảng 550. Bây giờ em bán nửa giá là 275 đúng không? Út sale còn 220. Có lắp tay luôn à. 220. Bông vàng mình cũng để cú pháp là 3561 luôn. 3561 nhưng mình lấy màu vàng. Cũng bán y con y cán nó luôn nha. Sale thành công 320 thôi, sòn Nam Phi mấy chị. Đó. Rồi, lấy màu nào thì lấy, để 3561, tiền công là 320. Bỏ một bịch đi bé. Chụp hình sợi dây chị xem, sợi dây đang của đang chụp. Tăng tốc lên 250 đi em. 6043. Chụp rồi chị Ngọc Quý ơi. 3491. 3.491 con bật. 3491 là mình có đơn à. 3491. 3491 250 thôi ạ. 3491. Bỏ lộn xộn. Bên này là chưa lên, bên này là lên. Rồi em lên một cái lắc siêu to khổng lồ luôn. À nãy chị hỏi màu nào em quên rồi, bình luận lại giùm em với. Màu nào? Màu trắng hả hay màu nào? Cái lắc siêu to này chị. Một màu quá chị ơi. Chị Bích Hạnh 4.116. Thị trường mua khoảng 850 tiền công. Bây giờ em bán nửa giá là nhiêu? 425. Em sale cho chị 390. Rồi. 390 đi, size nào đeo cũng được. 21.135.000. Chị thấy so với viên này nó to dữ không? 21.135.000 là mình có đơn ạ. 21.135.000. 21.135. Con xe 390 à. Ly xe men nhẹ vàng còn không? Không. 3491 ở chỗ chị Na Nguyễn. Chị Na lấy màu vàng đúng không chị Na? Đây cái bông. À, đôi bông màu trắng rồi. Chị lấy này đi chị Bùi Bạch đúng không? Viên này siêu to nha.
simen lò xo thì nó ít ít vòng hơn. Em lấy simen lò xo nào mà một lượng, cái hộp của nó tầm một ly ba một ly tư nha mấy chị. Cái lắc cham này em cho gỡ ra nha, lắc cham này sale 950 tiền công nè, 30 triệu 565 ngàn. Em lấy cái bịch trong hộp á, 349 ngàn, cái bịch của chị đâu, 3491 không có, cái đơn đó nó hết chốt rồi, cái bịch đó đâu cái chị đâu, 3491 khách lấy rồi. Mấy chị chỉ có thể mua cái này nè, cái này của pháp của nó là 3561 mấy chị ơi, nó lộn mã rồi nè, đây 3561 để cho em 3561, muốn lấy màu xanh là để cái này. Còn cà ti em hết rồi ạ. Dạ em không có gì Nguyễn Loan ơi, cái này sao kêu bỏ vô thố rồi mà sao nó cứ để vô hoài vậy, bỏ vô thố giùm tôi nha. Rồi em lên cái gỡ cái này ra, em lên cái nhẫn nha, nhẫn này hai chỉ hai. Ủa cái này nãy lên rồi mà em, lên cái này em ghi giá cho chị liền chứ, dán liền nha, tự chị dán vô. Lên rồi bây giờ không nói giá, gỡ ra xe bốn. Rồi cái lắc hộp đen, lắc hộp đen này là ni 4850 đeo vừa, 8 chỉ 703. Bình thường mua tiền công là khoảng 2 triệu 250, em sale cho mấy chị nửa giá là 1 triệu 125 ngàn, 1 triệu 120 đi, 1120 tiền công. 44983 là mình có đơn à? 44983 44983 là mình có đơn mấy chị nha. 44983. Cái này là ni 4850 đeo vừa. 4850 đeo vừa. 44983 dạ, chị công sale chiều mốt 20 thôi ạ. Để em nhờ xem đi, bạn nào đi 52 đeo vừa không nha. Ai đi 52 đeo thử coi vừa không. Dạ em có bông một ngọc trai luôn, đeo đi 52 thử. Rồi cái lắc bi này là 16 triệu 101, sale 450. Có, em có bông giọt nước luôn ạ. Chị này hồi nãy nói muốn đeo bông của Châu nhưng mà loại bự là em có loại này. Bông giọt nước là... Ủa bông giọt nước, đây. Đây 52 đeo vừa không? Ôi đẹp luôn nè, đưa vô khách coi con. Bé này đeo đi 52 nè chị, đeo đẹp luôn á. Chị chốt rồi để cú pháp là 44983, 44.983 nha, đeo vừa ôm đẹp luôn mà nó trắng thôi, nó tôn dạ. Với da tay. Thì con xe có 1.120.000 thôi à. Nửa giá nha, 1.120.000 thôi. Chị lấy cái đó đi. Rồi, chị xem vòng trắng này chị đeo vừa. Vòng trắng này chị đeo đẹp luôn đó. Vòng trắng này đi 54, 56 đeo vừa nha. Rồi. 7 chỉ 157. Cái kia mình bán tiền công là bao nhiêu? 1 triệu 120 đúng không? 1 triệu 120. Rồi cái này lấy cho mấy anh chị là em bớt hơn 50% cái màu trắng này luôn á. Em bán cho mấy chị là 890 ngàn tiền công thôi. 36 triệu 961 Còn bi ba màu Nisa là đeo cũng được, có tăng đưa. 16 triệu 104, sale tiền công 450. 16104. Còn cái này 36 triệu 961 ngàn 36961, tiền công sale 890 ngàn nha. Rồi gõ này ra, lấy vòng trắng chị. Chốt rồi chú cho chị Tiên, cảm ơn chị Tiên nhiều lắm. Rốt cho chị Tiên, vòng trắng gì đeo đẹp lắm nha. Nè có dây chuyền em bé luôn ạ. À, đây bé trai bé gái chị thử, bé trai bé gái để em lên cho đúng. Em có nè, xi men chính hàng 1,5 lượng nè, không phải xi men là dạng vòng bản. Ni 54 55, ni 54 55 đeo vừa, 54 55 gia liền mặt có chị. Ni chị vừa nha chị Tiên. Vòng đỏ ni bao nhiêu? Đỏ vòng đỏ chắc
Vòng đỏ này cũng là ni 5, 52, 54 đeo vừa nha. 52, 54 vòng đỏ, 4 chỉ 7, 15. Rồi hồi nãy vòng kia là 890 đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ. Em bán vòng đỏ này cho anh chị với giá 690.000 thôi. 24.444.000. 24454. Ni 5, 54 nha. 24454 là mình có đơn à, tiền công sale 690 nè. 24.454.000. 24454 là tiền công sale là 690.000 thôi. Ủa ai kiếm nhẫn của anh Danh vô im rù à? À, cái nhẫn con công á, lấy luôn cái vòng con công này rất là đẹp luôn á chị. Thứ nhất cái bụng nó màu hồng nè, mấy chị thấy không? Hai con đều có bụng màu hồng hết. Em có dây mì kim cương. Dây mì kim cương em có mà không biết có 4 tấc 8 không. Rồi em thành tiền cái vòng này nha. Bé 15 chỉ 864. Thị trường mua là khoảng 2.9 triệu. 2.9 triệu bây giờ Út chia cho nửa giá đi, 1.450.000 chị thôi. Đẹp không ạ? 81.405. 81.405 là mình có đơn à. 81.405 mà tiền công sale 1.450.000 à. Mì vuông hả chị? Em có mì kim tuyến không mà chị? Xét con công hả? Dạ. 81.405 để em báo xét con công cho. Chị chốt cái này là mới được rẻ nha. Mua trên line này mới được rẻ cái giá đó. 81.405 sale còn có 1.450. Đi 52, 54 đeo vừa. Cái khóa rất là đẹp luôn. Ủa chị chốt cái gì mà chị chuyển khoản thôi. Một bạn tên bác nhắn nữ. Rồi tới dòng con công là chị chuyển tiền khoảng vô bông yến rồi chị chốt á chị. Dạ chị chuyển khoản đủ cho em. Cảm ơn chị. Đó mấy chị thấy không? Bên như giải quyết đơn bên em đâu có hay gì đâu. Em không biết cái gì luôn á. Lên thôi à. Rồi tiếp. Ủa chị Vân Thí đâu ta? Mấy bạn gọi điện kêu chị Vân Thí vô coi like đi. 16.104. Kêu chị Châu mời chị vô coi like. Xe 4.5 nha. Trời ơi, ai lấy bụi xin này vô vậy? Chị đó chỉ đem đi 58, còn nghĩ sao mới lấy 14.18. Rồi. Em lên vòng với nhẫn là em lên rồi ha, 650 tiền công. 14.636, 14.636. Chụp ảnh cái gì vậy? 9468 là cái gì? 9468 có vòng em bé có cái vòng là sao em bé nãy đâu? Có vòng hay lắc em bé lắc 44 không? Thử cái lắc xi men ba màu đi 44. Cái này nè em là ni 48 nè. Em bé đeo được nè chị. Chị Diễm Quỳnh. Tầm khoảng là 7 chỉ 9 42. Rồi lên cái này. Sợ năm tức 3 có người lấy rồi chị Thi Bùi ơi. Năm tức 3 thì tặng tiền sao mà kêu vô coi. Tặng tiền sao mà kêu vô coi. Mình là Vân Thí. À chị Dân Sơn cũng là nít Vân Thí á hả? Vô coi like nè chị. Đẹp lắm. Bộ con công nè chị. Đây 9468 nè chị. 9468 nè chị Vân. Chị gì? Chị Thi Bùi. Chị Thi Bùi. Chị thích nào em lên cho chị Vân Thí mua nè. Đó, chị chốt đi. Bông giọt nước em có. Chị đang thì Kim Chi ơi. Lên này nè bé. Chị Dân Sơn cũng là chị Vân Thí đó nha. 7 chỉ 1. 71. Bình thường mấy chị mua là 2.850 tiền công. Bây giờ em bán nửa giá. Coi từ lúc đầu like tới giờ hả? Rồi em gái chào chị. Núp lùm nha, em gái không có biết rồi nha. À, em bán 1.400.000 đi, 1.400.000 tiền công. 37541. 37541. Thước đâu? 37541 là mình có đơn à, 37541 à. Cái này mấy chị ơi, ni 51-52 đeo vừa. 51-52 đeo vừa đó chị. Được không? 57.541 rồi cộng 2 bộ luôn đi. 57.541 cộng với 14.636 đi em. 52.178 là mình có đơn. 52.178 là nhẫn với vòng luôn nha. 52.178 là nguyên vòng với nhẫn. Cái vòng này chị nào đi 54 Út chỉnh đi cho. Đi 54 Út chỉnh cho mấy chị đeo sang lắm. Chị Sư Hoàng đợi xíu cho nên lắc bị một
màu cho mình ạ. Tiền công là 1.450.000 đi, năm 2, năm 4 đều vừa, 81.405. Nè, đếm này vô. Qua dạ, 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 mẫu cho chị đi. Đeo qua bên này luôn, dán vô. Còn bạn tư bắt dây, bạn tư bắt ý nữa nha, bạn ở xong rồi. Rồi em lên mông giọt nước cho. Một chỉ 109, thị trường mua tiền công tầm khoảng 490. Bây giờ em chia ra nửa giá. Trời ơi, có 245 rẻ dữ chè. Kệ đi, tính 240 đi. Thành tiền 5784. 5.784. 5784 là mình có đơn à, 5784 à. 5784 là mình có đơn mấy chị nha, tiền công sale 240 à. 5784 đẹp không mấy chị? Sale 240 tiền công thôi nha. Đeo thử nha. Dạ có lắc xích. Còn đôi bông hút đeo là 9.165 nè. Sale tiền công 290.965. Rồi chị Trần Hạnh Duyên. Chị lấy luôn khỏi cần đeo. Chị phải dùm cho Út với. Chào chị Nguyễn Loan. Em không hình dung được cái món chị đang yêu cầu á, cho nên là chị coi thử cái món này em lên mà nó giống giống với chị chốt ủng hộ em nha. Rồi lên lắc còn ten. Em có cái này đi 46 48 đeo vừa nữa nè. Cho chị Nhung Phạm à. Lên bông vàng là em bông gì chị đây xem kỹ bằng con công. Mấy chị xem kỹ là mê luôn á. 52, 50, 52 đều vừa, 54 út chỉnh đi cho. Ba, số gì vậy? 37 à? 37.541.000 à. 37.541 à, tiền công xe 1.400.000 à. 1.400.000 thôi, 1.400.000 cho cái vòng con công. Còn cái nhẫn là 650 tiền công, 14.636. Nếu nguyên một bộ luôn đi mấy chị đẹp quá. Đeo vòng con công nó lớn ác cái vòng này luôn, quá đẹp. À rồi em hiểu rồi đó. Em hiểu rồi. Hương, đây là cái nhẫn. Đây em phối đó chị. Mà nó có hộp. Cái này em phối đó, nhưng mà chị thấy nó trùng không? Cái bụng con công nó cũng màu hồng mà cái này cái bụng con công này nó cũng màu hồng đó. Và nó đều là ngũ sắc hết nha. Rồi em lên. Một cái lắc nè, chị Dây Hy đâu rồi? Chị thích đồ xi trắng lắm nè, chị Trần Thanh Trâm nữa không? Trần Thanh Tâm nữa. Chốt. Bộ con công bao nhiêu tiền vậy? Rồi, 37.541 cộng 14.636. Thành tiền 52.177 à. 52.177. 52.177 là nguyên combo vòng với nhẫn à. 52.177. Em gái chốt chị, cảm ơn chị rất là nhiều. Nè, chị còn có mặt con công chưa? Mặt con công. Lên luôn, mặt con công với chị không? Nó cũng hồng hồng nè chị nè. Đó, lên mặt con công luôn ha. Đẹp quá mà chị. Rồi, anh chụp hình cho đẹp nha. Bộ con công. Bộ con công anh bán rồi chị. Còn cái mặt nữa nè, 2.402, sale rẻ nha. Tiền công thường thường mấy chị mua là 750 nè, nửa giá của nó là 375, út bán 320 thôi. 12.426.000 12.426 là mình có đơn mấy chị nha. Nhẫn xanh khách chuyển cộng chưa kìa, chị gái với sốt ruột kìa. Dạ rồi, nếu như mà không gửi hình qua là đã khách đã chuyển rồi chị. Khách chuyển 1426 à. 12426. Rẻ quá, có nhiêu tiền 300 mấy à. Nè. Rồi, đeo con công vô gỡ này ra. Lên cộng dây khác. Rồi cái lắc nha, bé kêu bé Hương đi em. Kêu Hương, Hương đeo giùm. Nhẫn mèo thần tài hả ta? Nhẫn mèo thần tài mình còn không? Chị Di cho em cái nhẫn mèo thần tài. Hình như có. Chào chị Putin nha, nè bán rẻ này cho mấy anh chị nè nhỏ. 2.294, bán tiền công là 308 thôi. Si bạch kim sẵn luôn à. 308, 11.942.000. Dạ mấy chị cẩn thận nha, nick giả đang canh mấy anh chị đó. 11942 à. 11942 là có đơn. 11942 là mình có đơn, tiền công xe 308. Ni size nào đeo cũng được nha. Chị không chốt gì hết, chị chuyển khoảng cái lô bông giang ý thì mình chị chốt á. 11942 là mình có đơn ạ. 308 nha, 308. Nhẫn thân tài đợi Út nha. Sao bé? Gỡ ra đi nhỏ, gỡ giùm cho đeo mặt con vô. Để cho lên cái vòng dây đẹp đẹp. Mẹ Trần. Anh Danh.
Alo, anh ơi, 1 chỉ 4 này nè, đúng không anh? 1 chỉ 4, 39 nè. Anh em kiếm cộng nào đẹp đẹp đeo cho Châu đi. Như Bi cũng được. Giá 4 số thay đổi cho bà bắt mặt mình nha. Học Như Bi nào đeo mặt công vô. Nào, đem quà giá thử. Đúng không, được không anh? Là thử khách, giá thay đổi nè. Đây, em lơ một cái lắc nè, đẹp không mấy chị? Lắc vảy cá nha, loại nhỏ. Cái này đi 52, 54 đeo vừa, 1 chỉ 182. Em có dây mảnh mảnh như vậy luôn. Sale tiền công rẻ đi. Bình thường mấy chị mua khoảng 750, chia 2 là 375, em bán 350 thôi. 350 6307. Cái lắc 6307. 6307 là mình có đơn. Bữa sau em một bộ, chị một bộ, lấy là trả lại cho chị nha. Dạ. Dạ, cái nhẫn này là ni 24 mà. Nếu mà em chỉnh á là ni 23, 24, 25. Ni 23, 24, 25 hả anh? 6307 là mình có đơn ạ. 6307. Lắc xi trắng đâu? Xi trắng là cái lắc còn tê. Lấy cái này đi. Có 380.000 tiền công. 11942 nha chị Tiên. Có 380 chị Tiên. 11942. Còn cái lắc này 6307. 6307 à, tiền công xe 350 thôi à. 6307 à. Vừa đi không anh Danh? Rồi. Nó còn cái giá tim còn tiền như này nữa. Đó. Rồi em cho qua nha, 11942. Cái này em xi sẵn rồi. Và cái này em đang bán quỳ vốn, nó không lời đồng nào luôn nè. Em không lời cái lắc đó luôn. Mặt con công nhỏ nhẹ hơn không hả? À, lên cho anh chốt Luxby lò xo 9000. Nãy à, tiền công là 999. Tiền công cái này hả anh Út mới? Tiền công 999 à. Cái này là 11 chỉ 26. Ni 54, 56 đeo vừa nè. 57.749. 57.749. 11.9. 11.9. 42 khách lấy cái gì kìa nhỏ. 11.9. 42 là cái lắc hả chị? Cái lắc xích. Rồi. 11.9. Em cảm ơn chị. Cái này em không lời đồng nào luôn á. Ủa giống chị Hoàng cái tên Facebook là con đi mua lắc hay mua vàng chị nha. Em có một cái mặt túi tiền em xi sẵn nè. Chị Tiên coi có dựa nào lấy không nè. 1.783. Ở phía sau có đồng đô la nữa, chị cũng nổi luôn á, cưng gì đâu á. Nè cái này nó làm y như cái mặt sòn luôn nha mấy chị nha, nó có những cái điểm nhấn như này nè. Rồi, thị trường bán là tầm khoảng 750. Rồi nghe luôn. Em bán nửa giá luôn. Nửa giá là 375 đúng không? Em bán 750, em đã xi luôn. 9336. 93 khách lấy mất rồi chị Tiên. 9336 là mình có đơn rồi. Chị lấy cái này đi chị Tiên. 9336 này. 9336 thì con xe 350.000 nha. 9336. Úp lên cái GB nè, cho mấy chị chốt, bỏ vô cái mặt đó. Cái đó đừng có bỏ qua, đẹp lắm. Không, nãy anh có nhắn đi 21 rồi. 9336 dạ rồi, chốt rồi chị Mai bỏ. Chị Mai bỏ lấy hà rồi, chị lấy rồi, còn sợi dây nữa nè. Em bỏ tem vô, em tập trung vô, ở ngoài đó nó khách đông nó ồn quá, kệ nó, em đừng mất tập trung. Do khách đông quá đó mấy chị kia, mấy chị em không phụ nhau được luôn. Chẳng nghe cái gì, em đọc nó cũng không nghe, mà nó đọc em cũng chẳng nghe luôn. Nói chung phần đứa nào đứa đó bán. Ờ, tội ghê á, rồi chửi lộn. Nè, 4 tấc 2 nè chị, cảm ơn Trần Hành Duyên. 3 chỉ 607, 4 tấc 2 nè mấy anh chị. Chị Mai bỏ qua được chốt sợi này luôn. Rồi, sợi này em có xi bạch kim nè. Thị trường là tầm khoảng 885, chia 2 là 442 đúng không? Mình bán rẻ đi, mình bán 390.000. Mấy chị thấy em chơi bạo không? Em mới chơi làm sao hơn chị Thảo em mới chịu. 18.569.000. 18569 là mình có đơn là tiền công sale 390.000 thôi ạ. 18569. 4 tấc 2 đó mấy anh chị. 18569 nè. Đây, chị Trúc Diễm đi lấy cái này đi, đẹp quá nè. 18569 là tiền công sale 390.000. Hai cái lắc không dài đâu. Đây, mấy cái nhẫn này cũng đẹp lắm nè. Đeo giúp mình sợi PC trắng mà, rồi đeo lên đi muội. Đeo lên. Em còn có cái mặt dây chuyền con cá chép hóa rồng nữa. Nhẫn đó đúng ý anh đi không vừa, để Út cô chỉnh đi cho anh nha. Đây, mặt dây chuyền túi tiền mà hình con cá chép hóa rồng nữa, mấy anh chị có chịu không? Em là em ưng lắm cái bụng em. Rồi khỏi em ơi, khách lấy rồi gọi ra cho cháu. Chị Anh Uyên Nguyễn. Cảm ơn chị nha, lúc nào cũng ủng hộ em gái hết. Nhẫn mèo thần tài vô chưa? Em lên đi, cái này nó đẹp quá, em chị không nổi nữa nè. Giờ bị Út đeo khách chốt rồi chị. Để em lên cái khác. 1 chỉ 404 nè.
thị trường bán thiên công là khoảng 650, nửa giá của nó là 320, Út bán 290.000. 290 không chị? 7366 à. 7366. 7366 là mình có đơn mấy chị nha, 7366 à, tiền công cho 290.000 thôi ạ. Út lên cộng dây này cho mấy chị nữa là ghiền kiểu nổi luôn nè. Dây à. Đây đây, nhanh quá không kịp luôn hả? Bây giờ em làm nhanh cho nó lợi chị Thảo mà. Đây, 4 cấp 6 mấy chị. Đẹp không? Nó bọng nó to lắm nha. 2 chỉ 5 17 nè. Thị trường là bán khoảng 590, chia nửa giá ra là 295, bán 280. Thành tiền 280 chị. 280 thôi. 4 cấp 6 nha mấy chị. 12.966.000. 12.966. 12.966 là mình có đơn là tiền công sale 280 thôi ạ. 12.966 à, tiền công sale 280. Còn cái mặt dây chuyền. Cái mặt là 7.366 à. Mặt là 7.366, đẹp không mấy chị? Combo là 20.332.000. Mặt túi tiền, cá chép quá rồng. Combo là 10. Combo là 20.332.000. Mua lẻ cũng được. À chị đang hỏi Ni hả? Thôi để bữa sau Út bù cái khác cho chị nha, nha nha. Chị, em không hiểu ý đó, để bữa sau em hiểu rồi. Gì? Cái dây. Dây nha mấy chị, ăn chắc bật bền là đừng bỏ qua cọng này nha. Nó vừa bền mà nó vừa to nữa. Mấy chị nha, đẹp lắm. Đó, sale 280 tiền công thôi. Còn mặt thằng tài vô chữ. Còn mặt á là sale 297366 giùm em nha. Rồi, cái mặt con công là bao nhiêu tiền? Báo lại coi. Sợi dây bi khách hỏi kìa con. Mặt con công. Đây mặt rồng, mặt rồng bỏ qua mặt rồng. Rồi con công à. Ủa chưa đeo bông. Mặt của công là 12.426. Dán dán cho chị. Dán lật ngược ra. Cái này là con, cái này là em chỉ cho em. Ừ. Còn bi lò xo này á đúng không? Chị đợi em nha. Đồng hồ có luôn. Dây đó bao nhiêu? Dây này chị chốt đi chị Trang. Chị Trang Nguyễn. Dây này á là 12.966. Cho đổi vàng nữa mà. Đổi ngang vàng, mua vàng nhà em là đổi sờ ngang, còn mua vàng khác tiệm á là còn nguyên vẹn là được đổi sờ ngang đó. Cái đơn giản vậy thôi, còn nguyên vẹn là đổi sờ ngang, nước hư gãy giãn là cho đổi ngang vụn 150 chỉ, hoặc là mua vô bằng giá bằng nhà. Thấy đã không mấy chị? 12.966 là sợi dây, còn mặt, cái mặt là mặt là 7366. 7366 à. Đừng có dán vậy. Cộng dây là 12.966 chị. Mặt ơi là 7366 dài 4.5 4.6 thì con sale 290. Tiệm vàng 750 đổi bên tiệm lỗ 10, vàng nhà em đổi lỗ 10 bán lỗ 20, rồi chị Nguyễn Trang lấy. Trời ơi, cái mặt dây chuyền này nó đẹp lắm mấy chị, mua phong thủy tài lộc đi. Em chúc cho mấy chị chốt được cái mặt dây chuyền này nha, là tiền đầy túi, kim cương vàng đầy túi nè. Bỏ qua đây nè con. Rồi, bông bạc nhỏ có luôn. Chiều dài lắc xoắn bi là bao nhiêu? Lấy dây mặt chị luôn là dây. Cái dây cái mặt chị Châu đang đeo hả chị? Chết rồi. Chưa lên. Dây mặt nào chị Tiên? Chị lấy cái mặt túi đi. Còn cái dây đi giấu dây khác. Chị, em giấu gì cái mặt túi trước đi, cái dây em dễ kiếm. Nha. Chị Tiên, em lấy cho chị cái túi đi, cái túi này hàng đẹp hàng hiếm đó. Có em kiếm phòng dây khác cho chị nha. Đúng rồi, lấy cái mặt đó trước, cá hóa rồng trước, thời gian em kiếm sợi khác cho. Út uống nước, dạ cảm ơn mấy anh chị. Rồi em còn nợ bông bạc đúng không? Em đeo đôi bông cho đẹp gái xíu mấy chị. Em lên đôi này nha. Đôi này là 1.896. Này chốt cho chị Tiên trước đi, sợi dây vô kiếm cho. Hôm nay vẫn tặng ly, hôm nay vẫn tặng nó bảo hiểm. 1.896, thị trường bán 750 tiền công. Nửa giá là nhiêu? 375 đúng không? Út bán 350 thôi nha. Đeo giùm Út nhỏ nhỏ. 9906 à. 9906 có 9906 một đôi. Là mình có đơn à. 9906. Còn một đôi em để tiệm em bán. 9906 là mình có đơn mấy chị nha. 9906 à. Tiền công có 2 nhà, có 2 chị em à. Mà không phải mày nữa là ai? Thử. Bé Hương yêu dấu. Chết rồi Hương, Hương phải giúp chị thôi Hương à. Một kia đeo bông mới cho cháu hồi hộp lắm. Đừng, mình phải giấu điều đó đi. Đây. Đây đây đây, đẹp không mấy anh chị? Lên cái này đi cho nó đã quá nè. 3.694. Lắp hai đầu báo khóa là khóa hộp luôn. Em đây chị Li Li Lê. Đau Hương ơi. Bình thường tiền công mấy chị mua là tầm khoảng là
1,2 triệu. Nửa giá của nó là 600 đúng không ạ? Bây giờ em sale nè, 520 ngàn. Có nhẫn full hồn mà để từ từ em lên. Chị đang đi bao nhiêu chị? Thấy không hạnh? 19 triệu 138 là mình có đơn ạ. Dạ dây em đang nè, đang đeo cho cái tem dây đi. Tem dây, cắt tem ra. 5,99 triệu. Gỡ ra luôn đi, gỡ ra luôn đi. Full hộp niêm 10, kệ một người làm thôi. Nhẫn full hộp niêm 10, 19,138. Chị Nga chỉ lấy nè. Cái vòng này là ni 50, 52, 53 đeo vừa rồi. Chị Nga lấy rồi. Chốt rồi ạ, chốt rồi. Ủa rồi không đeo được chiếc nào luôn hả? Được rồi, đừng có cài nha. Chị đi trong mở ra. Đây này chị, chị tệ lên chị lấy ly bi này nha, 5 tấc 1. Có luôn Ngọc Tuyết ơi, 5,991. Bình thường mấy chị mua khoảng 890 ngàn. Ni 56 chỉnh đi được không? Không được rồi, đưa cái dòng nó lại em. Không chỉnh đi được. Bông phen châu còn không? Bông phen châu là bông gì ta? Không phải có hình cát châu không? Em còn bông châu hình lưới. Mặt đeo kiền 7 chỉ mặt này được không chị? Mặt con công nè. Thôi để cho tự cho đeo đi cho rồi. Rồi, cái vòng bi này nè mấy anh chị, nó đang là ni 52, 53 đều vừa thôi nha. Ni 52, 53 cho cái tem đi muội. Tem đâu? 19,138 nè. 19,138 là tem công sale 520 ngàn. Rồi tính tiền cái này đi. Được chị là sao? Được chị ha, là rồi lấy cái mà con Hồng đợi em. Lấy cái mặt đây. Mặt dây chuyền này nè chị, 12,426 ngàn à, tiền công sale 320 ngàn thôi. Chị chốt cái vòng này đi, cái mặt này là trong, cũng trong đồ bộ luôn. 12,426 em sale 320, 12,426 đeo dây cũng được, đeo kiềng cũng được, rồi em tính tiền cái này nè. Bình thường 890 mà em bán nửa giá cái dây là bao nhiêu? 890 mà em bán nửa giá, em bấm đó. Kệ đi, tập trung bên chị nè. Một khi bấm rồi là ai đứng cái bên, cho dù là chị Thảo đứng cái bên cũng mặc kệ. Dạ. Tiền công như chị 890 chia 2 là 440 đúng không? Bây giờ sợi dây này em sale rẻ cho mấy chị 390. 390 30,585 là sợi dây nha chị. Còn mặt công là 12,426. 12,426 cũng theo tiền công 320. Sale tiền công 320, 12,426 là mặt con công. Dây là 30,585 ngàn. Dây này nó dài lắm chị, dài 5 tóc 1 nha. Rồi chị Tệ Linh lấy, em cảm ơn chị. Còn cái mặt dây chuyền này mấy chị, cái dây bi nó to vậy mà cái kiền của chị 7 chỉ là to lắm nha. Rồi ok, lấy mặt công cho chị Trịnh Hồng. Giá dây 4 tóc 2 luôn. Còn chị Tệ Linh là có bill rồi nè. Rồi chị Trịnh Hồng với chị Tệ Linh chuyển khoản cọc cho em nha. Chị chuyển khoản cho em trong vòng 10 phút mấy chị nha. Nội dung chuyển khoản để tên Facebook thôi ạ. Được không? Không được, coi đeo cho. Để cho. Lắc bi 3 màu có. Em lên báo giá có lắc bi 3. Để cho. Lắc bi 3 màu hồi nãy đâu. Dây này lắc bi 3 màu ạ. 16,104 ngàn à. Tiền công theo là 450 ạ. 16,104 ngàn mấy chị nha. 16,104 ạ. À em có bông bông đít vặn nè, bông hai lô mà đít vặn á. Rồi dán cái tem bông lên cho Châu đi nhỏ. Dán chưa? Ok. Bông Châu đeo là 9,906 nha. Lấy cái dây bi bự như vậy 4 tấc 2 đi. Có tấc mua đó con. Chị ơi, có chiếc bông thôi mà ơi, trời ơi đeo có chiếc bông thôi mà không xong nữa. Do cái lỗ tai của Út nó hơi bị khó đeo, cũng tội cho mấy đứa nhỏ. Nó không dám làm Út đau á. Rồi con, bấm cho Út con. Rồi tiếp nào. Mấy chị muốn mua đồ đẹp độc lạ đúng không? Gặp em. Đây, mặt dây chuyền nè, đẹp không? Hồi giờ ít ai bán đồ nam lắm. Mặt dây chuyền này có 1,6 thôi nha, 1,6. Tiếp theo, mặt dây chuyền siêu to 4,2, sáng rực cả một bầu trời, cúp điện rồi lấy ra để cho nó phát sáng luôn. Những khung hộp như 10 em hết hàng rồi mấy anh chị ơi. Rồi. Lên. Cái này ni là ni 50. Ni 50, từ từ chị Thảo đếm lên để em đeo. Ni 48 50 đeo vừa nha. 12 chỉ lẻ 4. Thị trường bán là 2,550 ngàn tiền công. Bây giờ em sale còn 1,780 ngàn tiền công. Từ từ để Châu lên. 62462.
462 là mình có đơn ạ. 62.462 là ni 4850 đeo vừa. Mặt 6 chỉ bao nhiêu? Dạ được. 62462. 62.462 nghe. Mặt hoa nào si trắng không? 62462 là mình có đơn mấy chị nha. 62462. 62462 em sẽ phối với một cái nhẫn con bướm. Rồi. Mặt con bướm. Kiếm dây 4 tấc 2 giùm cho hồi chưa? Đây, dây 4 tấc 2 nè chị. 4 chỉ 30 có rồi nè, 4 chỉ 317 nè bé. Bình thường mấy chị mua là hồi nãy cái sợi nãy là cho bán tiền công là 300 mấy đúng không? Đúng không? Cái này đi 4850 đeo vừa. Bây giờ em sale cộng này là 320.000, rẻ nữa rồi, còn rẻ hơn nữa. 20.078.000. 20.078. 20.078 là mình phối với cái mặt cộng nạp nha. 078 à. Tiền công sale là 320 thôi à. 22078 là mình có đơn rồi. Mà cẩm thạch này á, là ở trên khoen có tấm luôn, rất là đẹp luôn. Em còn nợ chị tí một sợi dây. Lấy ra bờ xi men cho xem đi Châu, lấy ra bờ xi men là sao chị ơi? Chết em đó nha. Nè nè nè, à lấy ra bộ. Đây, tượng đẹp đây nè chị, Mỹ Bình Trọng. Còn đây là sợi dây nha. Em dán tiền sợi dây lên nha. Giờ đây em dán rồi. Ai chốt rồi kìa. 22078 là 22, cái gì? 22078 là cái dây á. Mày mua cho xì tinh cho con Trinh nó uống chứ chị, cho chị không nổi nó rồi đó, đi gọi luôn xì tinh cái dây đó. Mày phải uống xì tinh không, tao chết, tao chết con. Nó uống đi. Ừ, mày nó uống tao uống. Thì làm gì đâu. Rồi, em trời, nó không có nước ngọt. Chị vàng heo. Không nước ngọt gì đó, nhịn ăn giảm cân riết rồi mà thiệt luôn á. Phụ la mà tôi muốn đập đầu tự tử luôn. Là chị vàng heo nha, có đơn. Rồi chị vàng heo ơi, chị chuyển khoản giùm cho Út nha. Chị Bảo Trâm là mã dự bị. Sau 10 phút chị vàng heo không chuyển khoản là chị Em sẽ nhường đơn lại cho Bảo Trâm rồi chị. Chị có đơn trước, chị chuyển giùm em nha. Để em lấy cái khác. Kiếm sợi 4 tấc 2 khác cho chị ấy đi con. Trong này nè. Mặt túi tiền kiếm là không có. Kiếm ngoài kia, mặt túi tiền của dây chuyền bao nhiêu? Lấy mặt túi tiền con. Mặt túi tiền khác luôn. Rồi tiếp, báo cái dây này đi con. Cái mặt chị kêu cho em. Rồi. Bột chỉ 415, bình thường là khoảng 750 tiền công nha, cái này đồ thiết kế. Nửa giá của nó cũng là 375 rồi. Bây giờ em tặng cái mã này cho mấy chị với giá là 250.000, không nghe nhầm đâu nha. 250.000 tiền công. 7382. Rồi dán đây 7382. 7382 giùm em. 7382 tiền công sẽ 250 à. 250. Quá đẹp. Rồi cho chị kiếm một cái cọng dây. Chị Anh Uyên Nguyễn ơi. Em nhớ là không phải chị Anh Uyên Nguyễn mà ta, chị nào thích ghi ba màu, chị Vân Thúy. Alo, chị Vân Thúy đâu rồi? Hôm nay sao kêu tên chị Vân Thúy hoài luôn. Chị Vân Sơn. Hả? Nè chị. Sợn chị Vân Sơn đâu rồi. Chắc là Vân Sơn, chắc là tên của anh rồi. Chị Vân Thúy, cái này ba màu nè, đẹp không? Kiếm không có trên thị trường đâu. Bộ xi men đi 56 là một bộ hay hai bộ chị Phương Nguyễn ơi? Dạ, cả thảo thiệt chứ. Hôm qua mới mua cọng dây chuyền. Chưa kịp mua cái mặt vì cọc của quản lý. Út xin lỗi chị nha. Bây giờ chị mua mặt túi tiền đúng không? Châu lấy lên Châu bù đắp cho chị nha. Rồi để em huấn luyện là quản lý nhà em cái nha chị. Xin lỗi chị nhiều nha. Đừng có giận nha. Thương em là bỏ qua hết nha chị. Nè, dán lên cho mất túi tiền. Hồi nãy hôm nay có rồi đúng không? Dạ, nhẫn đang đeo kiểu gì? Kiểu hung bướm nè. Lấy xi men đi 56 một bộ. Út đeo dùm lò xo 21 vòng cho mình xem. Dạ được. Nhưng mà như vậy Út tay Út nhỏ xíu à. Kệ Út đeo tượng trưng nha. Tay Út nhỏ lắm. Út đeo đi có 46 à. Đợi em. Rồi dây nè. Dây này ta nói mấy chị kiếm trên thị trường không có rồi nha. Châu đọc tên chị Vân Thúy là Châu muốn để cho chị á. Nhưng mà chị phải chút nhanh lên nha. Chị Anh Nguyên Nguyễn cái này cũng ba màu luôn nè. Đó. 4 tấc 8, 4 tấc rưỡi đó, cỡ đó đó, tại vì nó cong lại. 4 chỉ 761.
thị trường mua tầm khoảng 1.4 triệu mà không có hàng, có Kim Thành Thảo có thôi. Giờ bán nhiêu? Nửa giá của nó là 700, sao nửa giá 700 nó tới mấy cộng dây luôn? 24.695.000. 24.695 mà tiền công sale 700. Nó nhiều cộng lắm mấy chị, đếm không được luôn. Dây đó hợp với mặt chị không em? Dạ hợp. Hợp nha chị Tiên. Chị lấy cái này đi, để cho chị Tiên cái này. Để nãy em bị chốt phục cho chị á. Ai mà chốt phục là thường là em sẽ ưu tiên. 24.695 chốt cộng này đi chị Tiên. Không, không đụng hàng đâu, không đụng hàng nha. Nghe lời em. Đeo vô cái này cho chị coi, cái này chị ghiền. Đó. Mặt dây chuyền là 7382 sale có 250 thôi, hàng thiết kế đó mấy chị. Đụng vô là phải 700 mấy, vô tiệm đụng vô cái là 700 mấy. Trên là em bán 250 cho mấy chị nha, mua để đeo quảng cáo giùm em. 7382, còn sợi dây là đọc sợi dây cho mấy người rồi. 24704 à. 24704 là mình có đơn à. Đợi em xíu chị Phan My nha. 24704, 24704 đeo vô đi. Đổi ra đi. Em kiểm tra đi rồi. Còn bi lò xo tiền công bao nhiêu? Hồi nãy báo chưa, rồi chưa, chưa luôn hả? Sao chưa được tính tiền luôn rồi mà? Cái này tính tiền mà dục giá luôn mà bị uống nước thì không uống. Nó bay nếu phải giận. Giận thiệt luôn á. Ăn giảm cân chi mà giờ lên live phụ uống nổi luôn. Hình như cái này niêm 18 đâu vừa đợi em. Niêm. Niêm 18 đeo vừa chị, nó hơi xuống 19 một xíu, nó cỡ niêm 19-20 rồi, cỡ niêm 19-20 chỉnh đi không được chị, nó sẽ đeo cỡ ngón giày nha mấy chị, niêm 19-20. Ê chịu ơi, rồi tính tiền đi, niêm 19-20 tiền công cái này là 1725. Ủa phải 1.575 mà em. Từ từ. Có cái này chị nói đó đó, em đang tính ra đúng số tiền đâu nãy. Tiền công là 1.725.000 nha chị. 1.725 là bộ này 62.407. Rồi cái nhẫn nè, rồi để đó con. 1.184 là thị trường bán tiền công là 409, em bán nửa giá là 250. 250 mà không có hàng luôn. 6217 à. 6217 đi nó tầm 19-20. 6217 là mình có đơn mấy chị nha, tiền công sale 250 à. 6217 à. Rồi để sợi dây cho chị Tiên nha. Sợi dây chị Tiên lấy rồi con. 6217 chị. Gỡ ra, khách lấy sợi dây. Con, từ từ để sợi dây cho chị Tiên nè. Đẹp nha chị Tiên, bao đẹp cho chị luôn. Chị nghe lời em không có làm tầm bậy bạ đâu. Chị Phan My, chốt cho chị cái nhẫn nha. 6217. Chị Phan My gửi tiền chị ở nước ngoài hà, chị chuyển khoản cho Úc đó nha. Nè, em bộ cái mặt vô chút chị đi rồi em lên mặt 1.6 cho chị nè. Đẹp nha chị Tiên, bao đẹp cho chị bao dừa. Có bông hello. Rồi, 1.603. Thị trường bán tiền công cái này là tầm khoảng 550. Em bán một nửa giá là 275 đúng không? Em sale rẻ luôn. 8354. Từ từ. Em sale rẻ cho mấy anh chị tiền công là 250 là em bớt hơn 50% tiền công nha. 8329 à. Cái này á là nó vừa móc máy có chữ phú quý là chúc cho mấy anh chị chốt cái mặt này là thỉnh vía về sự phú quý nè. Rồi sau đó là có viền tấm tròn móc máy, sale quá rẻ hơn 50% tiền công. 8329 à. 8329 giùm em nha. 8329 à. Dạ. Dạ rồi chị Tiên, 8329. 8329. Thì con sale 250 thì em kiếm cộng với Nam sở vô nha. Thì Nam. Cái cộng với Nam bỏ vô. Em có dây xiên trắng không mấy chị ơi? Đây em có 5 tốc 2 nè. Xi men chưa ạ? Có người lấy xi men, có nên xi men đi 56. Một bộ. Có tượng túi tiền không? Mặc túi tiền đem vô chưa? Hả? Có mặc túi tiền đem vô chưa? Hồi nãy kêu lấy rồi mà. Đây mặc túi tiền. Còn cái nào nữa không? Có mặc túi tiền màu hồng được không chị? Rồi em lên với cái sợi dây nha, đút đặt luôn. Vừa chỉ công vừa khúc hỏa tiễn đúc đặt.
5 tấc 2, 2 chỉ 142. Thị trường bán tiền công tầm khoảng là 550, một nửa của nó là cũng là 275, em sale là 220 thôi. 11.016.000. Đeo dây 5 chỉ vô tư nha chị Ly Ly Lê. Đây 5 chỉ chứ. Dây 5 chỉ đeo vô tư nha. Nè, bao nhiêu? 11.016.000 ạ. Nè, dây 5 116 là sợi dây hả? Là cái sợi dây sợi dây này là 11.016.000. 116. Con sale 220 thôi ạ. À. Bây giờ muốn dây 5 chỉ là em có cộng này luôn nè. Dây thường. Đây. Em sở thử cho chị coi vô tư luôn. Sợi dây 5 chỉ này đó là nó tầm khoảng là 4 tấc 9 đó. Đó, chị thấy đẹp không? Dạ, vàng kia hơn 1.6 hết thôi chị. Không, sợi dây 5 chỉ đó nha. Rồi, cái sợi dây này nó 5 tấc 2 nha mấy anh chị nha. Siêu đặc luôn, con nam nữ gì cũng đeo được. Nó chắc dữ dằn lắm. Sợi này 11.016, sale thì công chỉ có 220 thôi. Cảm ơn chị Vàng Heo. Có dây 4 tấc 1 luôn nha. Màu chỉ không thì em không biết nữa. Để em ráng em kiếm. Rồi em qua cái này. Qua cái này. Này đầy quá bé đổ vô đi. Ủa hồi nãy có cái chốt phục không? Em chốt dây nha. Rồi chị Nguyễn Đăng Thư chốt. Đây chị Nguyễn Đăng Thư chốt dây. Có dây khoan lật luôn. Hồi nãy có ai chốt phục dây bi. Còn ai muốn mua dây bi điều không ạ? À? Đây sợi dây bi điều nha là 4 tấc rưỡi tới 4 tấc 7, 3 chỉ 2 là cộng này và một cộng dây 4 tấc rưỡi 4 chỉ 1. Còn ai muốn mua nữa không thì nói em có dây khoan lật luôn. Đây em mình còn cộng dây khoan lật á, dây lật nam đâu có. Đây sợi dây khoan lật này á là em đã xi hai màu sẵn, chị nào không thích muốn em xi vàng lại thì em xi, nhưng mà em để như vậy để cho nó lấp lánh nha. Cái thẻ N ấy nè, 5 tấc 3 chỉ 34 nè. Tiền công thị trường là 750. 750 mà chia 2 á thì nó cũng là 375, em sale 350. 350 là mới bằng tiền xi thôi đó mấy chị. Dây chỉ công 6 chỉ, lấy dây này đi. Dây này nè, đi dây thường. Dây thường sắn chỉ con cực đẹp luôn á. Mấy chị chịu hả? Mấy chị ai biết 3 chỉ 3 4. Xe Hồng Kông bao nhiêu? 350. 17.184.000. 17.184.000 là mình có đơn à. Tiền công xe 350.000 thôi. Thì Nguyễn Đăng Thư chốt dây sao không chốt cho khách? Chốt cái dây mà. Kêu phụ vậy đó. Bông đang đeo 9.906.000, chị xe tiền công có 350 thôi. Chị Nguyễn Đăng Thư ơi, chị có đơn nha, chị chuyển tiền cho em đi nha. Ghi nội dung tên Facebook thôi. Bé nhắc cái mấy cái vụ chuyển khoản đi. Bé chốt đi để cho bé tập chốt đi nha. Tập chốt mới nhớ luôn. Chuyển khoản nhớ để tên Facebook chị thôi chị nha. Không ghi mua dây hay mua vàng nha chị. Rồi. Sợi dây bao nhiêu tiền nào báo lại nè. Sợi dây là 17.184.000 à, tiền công xe 350 à. Quá rẻ. Chị Hồi Xuân Trinh đợi xíu em đang nhận cho mình nha chị nha. Tài khoản trên đầu chị Thư 451168 anh ngân hàng. Đeo đi em. Đeo vô. Dây sáng vô vừa cầm 5 chỉ mấy chị. Mấy chị thích dây này không? Dây này nam nữ đeo được nha. Siêu sang luôn. Dây chứ giờ vô. Rồi lên cộng dây này luôn. 5 chỉ 056 có một cộng thôi, 4 tấc 9 mấy chị ơi. Chắc bền, sáng đẹp. Bình thường mấy chị mua tiền công tầm khoảng là 880.000, nửa giá của nó là 440. Em sale đặc biệt. Em sale đặc biệt nha. 380.000 cho mã này luôn. 25.562.000 Rồi em dốt chị Lily Lê là mặt dây chuyền 8329. Cảm ơn chị. 8329 là cái mặt cẩm thạch hả chị? Không. Mặt nào chị? Chị lại trên nô là trên. Nó nói 8329 là mặt cẩm thạch hả chị? Mà từ nãy giờ ta tư vấn có một cái mặt đó rồi đó. Thôi nó muốn rồi ta uống. Đi uống nước đi. Mai đi, mà chị nói đi rượu rồi chị. Mày thương chị không? Mày nói một lời đi. Em phải ngừng mớ. Em bán chốt cái mặt mày, nó tư vấn 5 phút mà nó nở lông nào, nó kêu
chị chốt giá hạ. Thấy nó giỏi ghê chưa? Rồi bao nhiêu tiền? 25 triệu phải không? Dán rồi. Ờ dán ghê luôn, giá đâu? Mà phải cái đó không? Tôi mệt chân có dán á. Mệt, tôi lên cái khác. Thôi em lên bông nha chị nha. Em mệt con Trinh quá rồi. Đừng bủ vai. Nó đang quạo đó, mày gẹo nó đi. Thôi lên cái dây liền mặt này mấy chị. Rồi dây liền mặt nè, 1 chỉ 057. Rồi sáng không mấy chị? Sale tiền công nhiêu? Thị trường là tầm khoảng là cái sợi này nó có tấm nhỏ nhỏ là ta bán 750 đúng không? Có tấm khoảng 900 mà chia 2 là cũng khoảng là 450. Em sale 380.000 thôi. 5707 à? 5707 là có đơn. 5707 là mình có đơn mấy chị ơi, 5707 à? 5707. Cho xem kỹ cái mặt để nhân viên em chụp hình cho chị nha. Em mở ra rồi. Chụp hình chị đi lên. Rồi mà không 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 đó chị thấy không đó. À vòng bi hồi nãy đi 56 vừa không? 57 triệu, con coi cái nào có vừa không hả? Coi thử anh Út mới có vừa không? Em đi 56 vừa chị, vừa hả? Đi 56 vừa, đi 56 vừa mà anh, đi 56 vừa đấy anh, chốt đi anh. 57.749, châu xeo 999 á. Cái này là nó đi 56 luôn á, cái tem nó ghi 56 luôn nè. Có dây sáng cỡ hơn 1 chỉ đó con. Nha, anh chốt đi, cái này nó dành cho anh đó. Còn nó nhiều. Là xi măng 3 bộ hả? À. Giờ em bán trên line á là em bán 1 bộ với 2 bộ thôi. Anh chốt hả? À. Cảm ơn anh. Chuyển cộng cho em 1 triệu đi nha. Cái nội dung tên Facebook thôi, đừng ghi mua vàng mua nhẫn nha. Coi chừng lừa đảo giùm Út với. Rồi. Rồi gì nữa? Ai lên thì lên nhận giống như mình Phương Trinh. Mình Phương Trinh bán đồ chốt rồi mà, cực kỳ vậy. Đồ chốt rồi chỉ rồi mà. Rồi. Mặt túi tiền. Dây công sắn nãy có hơn 1 chỉ. À không, không, không có hơn 1 chỉ. Rồi chị Mỹ Bình Trọng chỉ muốn mua dây sắn 5 tấc với tượng túi tiền đây. Còn tượng túi tiền trắng không? Em hỏi dùm tượng túi tiền trắng không? Có mặt cửa tiên hả? Rồi lên nè bé nè, 1 chỉ 865, thị trường bán là khoảng 1.450.000 tiền công, tại vì người ta đính đá màu á, rất là kỳ công và đẹp luôn. Bây giờ Út sale một nửa giá là nhiêu? 725 đúng không? Không, Út sẽ bán 550.000 tiền công. 9950 là mình có đơn à? 9950 à? Thấy Út cho giá dũng cảm không? Chị chốt bộ công rồi, chị cũng chuyển tiền luôn rồi. Em cảm ơn chị Kim Chi, chuyển tiền ra. Hiểu coi có cái nặng này. Ok, trắng đúng không? Mấy chị muốn cái gì? Em cũng chiều mấy chị hết á. Nè, đưa giùm cho con bé kia đi. Nãy hết dám đưa quân tờ rinh luôn. Rồi, 9950, chốt cho Mỹ Bình Trọng. Bây giờ kiếm em sợi dây đúng không? 5 chỉ, dài 5 tấc. Mỹ Bình Trọng có đơn nè, coi chừng bị lừa đảo nha. Cái dây xuống vô hồi nãy chịu. Ừ, rồi. Rồi em qua cái bộ này nè, bộ này là 62.407 chị nhé. Thị trường tiền công tầm khoảng 2.500.000. Bây giờ em sale có 1.725.000 thôi đó. Ni 4850 đeo vừa nha. Em lấy vòng chị đeo nha hả? Trời ơi vừa mới định lột luôn á. Rồi chốt cho Nguyễn Loan, chuyển cọc cho Út 1 triệu đi chị nha. Rồi em đeo cho Bạch Tuyết luôn nha, em đang tháo ra để đeo cho chị á. Rồi cảm ơn chị Nguyễn Loan. Nè kiểm tra tiền liền giấy Út với Nguyễn Loan có đơn, giờ Út đeo thử cho chị nha. Cái vòng đó là tiền công là 1 triệu, em báo tiền công nè. 1.725.000, 1.725 đó chị gái nha. Rồi tiếp, bây giờ em đeo. Cái bộ này là 94.692, 18 chỉ, 5.50, sale tiền công 1.200.000. Chị lên tượng trắng em xem, ok chị, tượng trắng nó to nè. Mặt trắng này nó to nha, đẹp lắm. Để em chút em lên cho. Tiền công này sale rồi đó Bạch Tuyết ơi. Ôi dồi mấy chị có biết tiền công này nó tới là 1 triệu mấy 2 triệu không? Út đang sale có 1 triệu 2 à. Nhẫn xanh em đeo rồi, em bán rẻ cho bộ tròn của chị Phương rồi, đem vô rồi chị Phương, chị đợi em nha. Lấy một bộ có em vô rồi, đây này chị, nó sẽ như vậy đó, nó còn gài cái đó,
Bây giờ đây nè, đó, 58 nó sẽ dày nè. Ni 58 bao dừa? 18 chị. Chiếc xi men nó ghi chữ ni 58 luôn mà. Đó. Rồi, câu hỏi cuối cùng cho mấy anh chị còn đang suy nghĩ nè. Mà Út nói như vậy nè, mà còn suy nghĩ gì nữa. Tiền công quá rẻ đi. Có 1.2 đó mấy anh chị ạ. Mà ra tiệm á, cho dù mấy anh chị mua 2.000.000 em cũng không có hàng. Chứ đừng có nói là bỏ 1.2 mình mua được cái bộ này. Nghe lời Út chốt liền tay. Mà cọc đổi quá dễ dàng nữa. Rồi em qua nha. 94692. Em thấy ai để trước em chốt nha. 94692. Rồi gỡ ra. Tiền công xe có 1.2 đó mấy anh chị ạ. Không có chốt gài. Chiếc đó không có chốt gài vậy nha. Lò xo 94692. Tiền công đi 5658 đeo vừa. Tiền công xe có 1.2 thôi ạ. Có lắc chân mà em cho không biết có nhẹ bàn không. Sao cho thấy nó hơi nặng thì phải. Một lượng Út kiếm không có nha Cari ơi. Nó không có chốt gài vậy nha. Nó là lò xo nó sẽ tự quấn vào nhau nha. Rồi em qua mà. Rồi cho giá nhẫn nè. À quên, còn có túi tiền nữa. Túi tiền trắng đó chị. Lên túi tiền trắng rồi. 1.26 chiếc nhẫn. Thị trường bán tiền công tầm khoảng 850. Nửa giá của nó là còn. Em thường xuyên phải gỡ mấy thằng này ra. Nó nhiều giá quá mà. 420 đúng không? Bây giờ em sell 380 cho mấy chị thôi nha. 380. Ni 10, ni 11, 12, 13 chốt đơn. Ni 11, 12, 13 6, 7, 30 là mình có đơn à. 11, 12, 13 6, 7, 30 à. Đẹp phải không anh chị? Anh chị ghiền đúng không? 6, 7, 30 là mình có đơn à. 6, 7, 30 à. Bỏ xe lực. Nhiều quá. 6, 7, chào chị Lan chờ. 6, 7, 30 nha. Rồi, 7, 30. Dán tem cho chị đi. Rồi lên cái này tiếp. Cái này to lắm mấy chị. Đeo dây từ 5 chỉ vô lên cho em nha. Từ 5 chỉ đeo tới lượng luôn. 4 chỉ 397. Phía sau có đồng đô. Ni 17 không có dừa chị. 6, 7, 30 ni 11, 12, 13 thôi. 4 chỉ 397 nha bé. Thị trường mua tầm khoảng là 1.8 triệu. 1.8 triệu mà chia 2 là tại nó cũng 900.000 rồi. Thì Út ráng bớt thêm 50 nữa. Bán 850 thôi. Siêu to nha mấy chị. 23011. 23.011. 23011 và tiền công sale 850 à. Dạ cô Kim Lý ơi, cái xi men này cô đem không vừa đâu. Ni 5658 lượng. 5658 3 bộ. 23011 ạ. 23011. Cô Hoa Kim Lý muốn lấy là lấy cái này nè. Rồi chị Thanh lấy nha. Chốt chị Ngọc Thanh à, cho chị mã lời nha. Làm liền. Cô lấy cái này nè. Xe tiền công 1.450.000. 81.405. 81.405. Cô vừa hả? Cái này nè vừa hơn nè. 81.405. Lấy cái này vừa hơn. Chị Ngọc Thanh chuyển khoản nhanh em chị nha. Nội dung chuyển khoản điện. Còn lò xo 94.692. 94692 xe tiền công 1.2 triệu. Cái đó cho chị mã sáng. Dây nồi cơm điện bị đứt hàng rồi ạ. À. Nè mấy chị nha. Rồi. Chị Mỹ Bình Trọng chị lấy cái màu hồng đó đi nha. Em lấy sợi dây cho. Lên sợi dây cho chị. Này. Cái gì sáng vuông em bỏ đâu. Rồi. Chị lấy dây sáng vuông này em xỏ với mặt dây chuyền luôn. Chị bỏ tượng màu nớ đi. Khách chốt mất rồi. Chị chuyển cọc cho em mỗi đơn là phải chuyển cọc cho em 1 triệu nha. Mỗi đơn chị 1 triệu chị nha. Nha. Mỗi đơn là chị chuyển riêng cho Út 1 triệu nha. Rồi, đây. Ok lấy hả? Rồi ok lại Kim Lý. Rồi, cô Hoa Kim Lý 94692 nha. Trời ơi chị Bạch Tuyết, chị cứ phân vân mãi chị thấy không? Rồi em cho chị mã dự bị nha. Cô Hoa Kim Lý mà của đeo mà không vừa thì em để cho chị. Chị cứ chốt liền thôi chứ suy nghĩ chậm là bị mất đơn liền. Ủa không? Chứ sau. Hả? Chứ sau. Ừ, cho chị mã sau nha, coi chừng lừa đảo nha. Rồi. Em đeo thử nha chị Mỹ Bình Trọng nè, sợi dây nè. Đó, vừa không? Đẹp luôn nha. Sợi dây 5 chỉ 782. Xeo tiền công 395. Thành tiền 29.536. Đúng rồi, công 1.2 triệu. Nhẫn hồ ly đồng rồi, tiền còn không? Dạ còn, có nhẫn mèo thần tài luôn chị Phan My. Đeo thử con này đi bé. Bé đeo cho Hương. Em sẽ kêu Hương nha. Rồi em đứng đây chị với em lên cho khách coi mà đừng có để khách đợi. Rồi. Cái giá đâu? Giá của nó là 67 gì đó. 67.30 mà em
Rồi lấy một bộ. Cái này nó 2 bộ. Cái này nó 2 bộ luôn. Mặc hồ ly đỏ còn không? Mặc hồ ly đỏ hết rồi nãy. Anh chuyển cọc dùm cho Út 1 triệu với. Nha anh Út mới rồi mai anh ra anh lấy. À mặc hồ ly đỏ em hết rồi. Cái này em có 2 bộ. Em có 2 bộ. Tổng cộng 2 món đi bé. Sợi dây với cái mặt luôn bé cộng dùm chị với cho chị mua. Ủa 19138 khách lấy mà sao dục lên đi lên. Cái này là cái mặt con báo mà không chịu như được. Em có 2 bộ ni 56 mấy anh chị ơi. Một cái đó là 11 chỉ 6 14. Còn một cái là 14 chỉ 14. Cô đang đi 56 xi men hả? Ok của Hoa Kim Lý. Dạ. Nguyên giá với mặt là 39.486.000 á chị Mỹ Bình Trọng ơi. 39.486 ông. 39486. Chốt nguyên combo luôn đi, rẻ lắm chị nha. Mà kim tiền màu hồng chị cũng khó kiếm lắm tại vì nó trong đồ bộ. Khách em mua là vòng, nhẫn, bông rồi mới còn cái mặt chứ nó không phải có cái mặt lẻ như vậy trên thị trường đâu. 21 cộng. Dạ đúng rồi, 3 bộ của Hoa Kim Lý. Rồi. Những con vẫn có màu vàng được không chị Trần Thị Kim Chi? Được, đưa lên. Dạ đây. Mặt hồ ly đỏ em, đây em có nhẫn con công nè. Mặt hồ ly màu đỏ nhỏ mới hết rồi. Đỏ gì? Hết rồi. 39486 à. 39486. Kệ lấy ủng hộ giùm em đi Mỹ Bình Trọng. Em bán em bớt hơn nửa giá không mà. Nha, ủng hộ giùm Út. Mặt túi tiền chị đeo bạn chưa, bán chưa? Mặt túi tiền châu đeo nè chị. Mỹ Bình Trọng, chị chốt, chị lấy đi. Có khách hỏi nè, châu không dám bán luôn á. Nha. Chị không, chị đang phân vân. Nhẫn mèo thần tài vậy em biết rồi. Alo, chị nghe lời Út đi. Đừng có phân vân giống như chị hồi nãy chị chỉ phân vân biết có khách khác chốt á. Em bán rẻ lắm rồi nha. Chồng đinh đến hết hàng rồi chị Giang. Đây, nhẫn hơn công này được không mấy chị? 39486 nha. Chốt cho chị dây với mặt rồi chốt đi chứ để nó mất á. Gỡ ra đi, khách muốn mua rồi ủng hộ châu không biết sao mà đền. Chốt nguyên bộ 39486 còn tặng nón, tặng ly nữa nha. Để cho mã R. Nghe lời Út đi. Kệ cho thêm chứ đừng có bớt em. Cho thêm 14.000 thành 39.500. Cho thêm đi, đừng bớt em nha. Rồi kệ nó, em tự quyết định cho chị luôn á. Chị ơi em bấm lộn số tiền. Thành số tài khoản là 451168 là bao nhiêu nha? Là có 451.000 đấy hả? Chuyển thêm cho em 500 đi nha. Mắc cười, bấm lộn thành số tài khoản luôn hả? Chuyển thêm 600. Chuyển thêm cho em 500 cũng được. Rồi. Rồi con công nha, chị thích thì đấy. Bấm cho em. Lót xích tắm rồi em qua nè, bây giờ nãy giờ ít bán bông quá đúng không? Bây giờ lên bông nha. Lấy anh lấy cái nhẫn thần tài cho chị. À nhẫn thần tài cho chị Phan My. Bông màu vàng đây nè. 6 phân 41. Bình thường mấy chị mua là khoảng 600.000 tiền công. Một nửa giá là 300. Bây giờ Út sale rẻ. Bình thường như vậy mình mua là cũng 200.000, 200 mấy đôi bông rồi đúng không mấy chị? Đây là 3 tuần ten. Bán 290 thôi. 3521. 3521. 3521 là mình có đơn ạ. 3521. Đặt cọc mỗi món 1 triệu là được chị Mỹ Bình Trọng. 3521. 3521 ạ. Dạ nhẫn công đi 16 luôn dừa luôn. Rồi. 3521. Chị Hiếu Hiền Lê lấy, cảm ơn chị. Dừa luôn chị gái của em ơi. Khoảng giùm em chị nha, nội dung chuyển khoản được trên Facebook. Ximen đi 52 bộ, ni 56 một bộ lẻ thôi. Ni 52. 52 bộ, 56 một bộ lẻ thôi. Lên nhẫn nè, 1 chỉ 894 nè. Em coi có mặt con công không? Chị lấy luôn cái này một bộ cho em. Màu vàng nè, em phối cho. Em phối cho đẹp. Rồi lên, 1 chỉ 894, thị trường bán là 1.700.000 tiền công đúng không? Một nửa giá là 850, bán 750 thôi. Trời đất ơi, khách chốt mà sao không bỏ vàng? 10.296.000. 10.296.000 là mình có đơn à. Rồi chị lấy đó, 10.296 chị Trần Thị Kim Chi lấy. 750 Út bớt thêm đó, không phải vì chị Ngọc Thanh chuyển khoản. Cảm ơn chị Ngọc Thanh. Không phải vì thấy chị thích mà bán mắc đâu, em tự nguyện bớt đó. Chị Trần Thị Kim Chi chốt. Rồi lên luôn cái mặt cho chị nha. Lên luôn. Mặt sau cũng đẹp quá chị ha. Nè, đẹp quá đúng không? Đẹp nó chỗ này nó còn tấm tấm nữa nè. Của Hoa Kim Lý cũng đang kiếm mặt hoa bự ấy. Chuẩn bị nè, 3 chỉ 893, chị Bích Hạnh đâu rồi? Chị Vân Thí đâu rồi? Chuẩn bị bấm số nè.
thị trường là 1.3 triệu tiền công, một nửa giá là 650 rồi. Bán, trời ơi, cái mặt này giờ không lẽ bán 550 sao trời, định báo thêm 100. Cô kệ bán luôn đi. 550, bán đua với chị Thảo. 20.171 à. 20.171. 20.171 thôi, tiền công sale 550 thôi à. Dây đang đeo là 5.707.000 à, sale là giá tiền công đang sale là 380.000 thôi chị nha. Rồi. Em đeo cái này lên. Trời ơi mấy chị, có luôn chị Phan My đem vô cho chị rồi. Đợi đi, còn nhiều đồ đẹp lắm chị My. Những thằng tài em có đó chị đợi. Em lên với cái này ra. Hả, từ từ cho đeo, đẹp lắm. Em đeo với cộng này mấy chị đẹp không? Nè, nó đẹp gì đâu á. Hai bộ ximen đi 52 vô rồi nha, có vòng kiểu. Cái này mặt là 5.700.000. 5707 giùm 5707 à, tiền công sale là 380 thôi ạ. À. 5.707, 5707 nha. Dây liền mặt. Rồi. À cho lên sợi dây này, 10 một lượng á mấy chị, 10 chỉ 253. Đẹp không? Đây, lấy luôn cái sợi dây 5 chỉ hồi nãy đó chị Ngọc Tuyết. Dễ thần. 10 chỉ 253 dây này 5 tấc rưỡi luôn. Ê, cho trùng đầu có được không ta? Chưa, phải 6 tấc mới trùng được, nhưng mà nó đẹp quá à. Gỡ ra. Chết rồi, xù đầu rồi mấy chị. Ngừa anh chi mà vậy trời đồng. Ơi. Tự nhiên ra chị nha. Ừ. Được chị? Được, đeo cái đó vô đẹp quá. Chưa tính tiền đó. Ừ, bán rẻ đi, thị trường bán là 1.3 triệu. Chị thích. Rồi để em coi có nào 6 chỉ em lên mà mẫu khác. Nếu không có mẫu này, 1.3 triệu mà nửa giá là 650, bán 580 đi. 580. Chụp hình nhanh lên con ơi, khách hối bên này rất cười nữa trời ơi. 52.255.000. Nè, đừng có ghẹo đó nha, để nó chụp hình nha. My, lộn. Gửi đi, đúng rồi đó, gửi đi em. Gửi đi. Khách bên này hối mà người đứng ở cười. 5255 à, 52255 à, tiền công sale là 580 à. Dạ. Tự nhiên tới lúc lại là quan tên em. Lúc chưa tên Hương cũng đâu có hiện đâu. Tới lúc chửi là tự nhiên nhớ người Hương. Mà tới lúc cần nhờ là nhớ cái tên Như. Kỳ cục vậy á. Nè, cái dây liền mặt là 5707. 5707 là mình có đơn rồi, tiền công sale 380 là lấy dây liền mặt mấy chị nha. Hương nó tội lắm mấy chị. Tới lúc mà em nhờ việc nha, ví dụ như đeo rồi tự nhiên rặn hoài không ra tên Hương luôn. Mà tới lúc mà cái con nào nó ghẹo lên muốn chửi là tự nhiên nhớ tới tên con Hương. Chửi lộn. Nhưng khi nhớ là chửi là nhớ rồi. Chửi là chửi lộn. Rồi qua nha mấy chị, 5707. Rồi dây biên ngắn xì tay. Trời ơi, muốn còn chửi là kêu Hương chửi không mà kỳ cục con nhỏ nó làm cái gì đâu. Chị Duy cho em dây đi màu trắng mà ngắn chị Duy. À, em bị liệu. Dây cháu đang đeo là 10. Một lượng. 10.253. Đẹp lắm. 10.253. Cầm tiền là 52.255.000, tiền công sale 580. Cầm trên tay nó thích hơn luôn đó mấy chị nha, cầm trên tay đã lắm, dây này nè, nó hơi dài đúng không? Tại làm cho mấy chị. Tại sao gọi nó là gọi cánh cam Đài Loan? Tại vì cái mẫu này hồi xưa là công nghệ của nó là bên Đài Loan mới làm được thôi. Nhưng mà sau này á là người ta về Việt Nam mình mới làm được, mới nhập máy về rồi gọi là dây đúng gốc của nó gọi là dây cánh cam Đài Loan nha mấy chị. Nhưng mà bây giờ Việt Nam mình đã làm được rồi. Hồi xưa muốn mua dây này phải qua Đài Loan nhập về mới có thôi. Rồi. Dây đang đeo là nhiêu, đọc lại con. 52.255.000 à, tiền công sale là 580.000 thôi mấy chị ơi. 52.255 à. Mặt dây chuyền là 20.171.000, sale 550. Cô Hoa Kim Lý là nên lấy nha, cho nó uổng lắm nha cô. Đẹp lắm nha. Rồi mình lên cái khác nào cho chị Phan My. Đấy, em cầm nãy. Nhẫn con mèo siêu tài. Nhẫn con mèo siêu tài. 1.149. Thị trường bán tiền công tầm khoảng là 485, nửa giá là 240. Mình bán 220 đi. 220 nha. 6.011.000. 6011 và mình có đơn à, 6011. Hồi nãy khoen halo cho có chốt một đơn cho khách rồi, để cho lên kiểu khác nha chị. 6011 và tiền công cho 200. 6011 này chị Phan My. Ni 18 chỉnh đi thoải mái nha, cười xỉu với em luôn hả? Tội nghiệp con nhỏ ghê luôn á. Má nó mà ngồi coi like em chắc má nó chịu không nổi. Mua vé vô Sài Gòn quánh em luôn. Em Hương đừng có nói má coi like nha em Hương.
má coi la hơn hồi má bực chị cho á. Chị đừng nói vậy, má nó có con á chị. Ủa có con luôn hả? Ai bực cái nó con đó mà má mẹ mừng lắm khi con đứng trên lai á. Nghe chị Văn My đâu mày kêu chỉ dùng đi rồi tiếp. Bộ xi mê này, xi mê đi 56 chọn cho chị bộ này nha, có được đổi vàng luôn nha chị Kim Xuyến. Vàng bên em á là vàng của nhà em đổi dễ lắm, có nát bấy nữa vẫn đổi sờ ngang được. Còn vàng khác tiệm chỉ còn nguyên thôi là được đổi sờ ngang bù tiền công. Còn nếu mà đứt hư dễ dãn thì em cho một chỉ đổi bù 150 hoặc là mua vô bằng giá vàng nhà nha, tùy tình huống. Rồi đem ra tiệm chốt đơn chuyển cọc, đem ra tiệm đổi vàng phải ru à, bù có 580.000 tiền công là lấy được cái sợi dây gì như mua cái áo cái quần bận gì đó. Trời, mua vàng mà nó vậy đó, sướng không mấy chị. Rồi 2, 4, 6, 7 7 xi men có khóa kim cương ni 56, 4 chỉ 4 97. Sale nhiêu đây? Sale tiền công cho mấy chị 390.000. Đổi trên like được Kim Xuyến. 23.055.000 là mình có đơn ạ. 23.055 ạ. 23.055 tiền công sale 390.000 ạ. 23055 à. Có khóa nha mấy chị nha, có khóa. Có khóa đây. Có khóa. Rồi em qua nha, chị gái nào chị Phương á 23055 xin công 380. Rồi tiếp. Vàng, vàng tiệm khác cũng được được đổi ngang luôn, đúng rồi. Vàng tiệm khác còn nguyên vẹn là được đổi sờ ngang luôn. Nha, đứt hư gãy giãn thì đổi ngang một chỉ bù 150. Mấy anh chị, đó là điểm mới đó của năm nay đó. Dây vào mặt luôn, chị chốt luôn đúng không ạ? Rồi, chị chuyển cọc cho em là 2 triệu nha. Em đọc nè, từ từ. Dây là bao nhiêu? 52.255.000 là tiền công. 52.255 cộng với mặt là 20.171. Dây vào mặt là 72.426. Rồi để của Pháp 72426 để em chốt combo ạ. 72426 này nha. Cho chị Lucky mua lắc rồi cơm điện kìa. Lắc rồi cơm điện này có em có khác. Rồi em lên bông con rắn nha. Bông con rắn và bông bọc. Hồi nãy có cái nhẫn rắn này em kiếm coi. Có thấy quá nà. Dạ gom vàng lên đổ đi chị nha. Đây em có một cái nhẫn khương rắn. Vàng chỗ khác được đổi ngang hả? Vàng chỗ khác cũng được, chỉ còn nguyên vẹn thôi là được đổi sờ ngang hết. Đây nhẫn con rắn với bông con rắn một combo luôn. Mi Nguyễn á, Mi Lục, Mi Phạm đó. Bông con rắn này bé tính tiền nè con. 5/76 5/76 thị trường bán tiền công là 445, một nửa giá là 220 đúng không ạ? Em sale cho 190 bông bật 3093 3.093. Ra tiệm lâu quá chị thông cảm giùm em nha, tiệm nó đông mà nó vỡ trận luôn chị nha, đừng có giận em nha, tội nghiệp em. Rồi chị Hoa Hiệp Nguyên lấy rồi cái nhẫn lấy luôn đi chị. Con ghi giá dán vô. Đây. 4/55 nè. Thị trường bán tiền công cái này là tầm khoảng 485. Bây giờ em sale cái nhẫn này tiền công 220. Sao bé? 2013. Thử. 2013. 2013. 2 năm hả? Rồi, ni 13 14 15. 13, 14, 15, 16 chốt đơn cho em. Hả biết. Đẹp không mấy chị? Ni 13, 14, 15 nha. Dán giấy vô mũi. Dạ đây. Rồi tiếp. Lắc nồi cơm điện. Còn một cái duy nhất. Còn cái duy nhất nha mấy chị 2, của thầy. 2, 5, 13 nha chị Phạm Đào. Chị, hỏi, 2, 5, chị hỏi ni bao hỏi nhiêu mà. Thôi, chị Phan Phan chút. Chị Phan Phan 2, 5, 13 nha chị. Cả tóc đẹp hả chị? Cảm ơn chị nha. Dạ cái này á là ni 14, 15, 16. Chị chốt được không chị Phạm Đào? 14, 15, 16 chốt được không? Rồi em lên cái lắc nè. Cái này á là của thầy Minh Niệm đúng không? Minh Tuệ, lộn. Minh Niệm là sư thầy mà em hay nghe giảng. Còn Minh Tuệ mới là thầy hay mang cái nồi cơm điện. 6/12 thị trường bán là 750 nè. Giờ bán nhiêu? Em bán là 380 đi. 380 3464
3464. 3464 là mình có đơn ạ. 3464. Chốt đi chị. Tiền công sale 380 ạ. 380 nha. 3464. 3464 ạ. Tiền công sale 380.000 thôi ạ. Nhỏ quá hả chị? Đây. Giờ nó hết hàng luôn á chị. Rồi. Nên 13 14 rồi chốt đơn cho Phạm nào được nha. Chiếu tập cho em 1 triệu. 3464 chốt cho chị Vân. À chị Vân Sơn. Chị Vân Sơn. Nè, chị đây chứ chốt sao bé không bán? Nên là em mới qua em chưa. Cái 3090 là đôi bông con rắn mà. Đâu lấy đôi bông con rắn chưa? Đây, đây. Trời ơi, hai đứa phụ dữ chưa? Nãy bé kiếm nó lắc cho chị. Rồi 3464 chị Vân Sơn nè. Chụp hình cho chị, cho chị mã L. Dán tem vô con. Cảm ơn chị nha. Châu vòng hạt trai hôm trước like sao có bạn chưa chốt đơn kìa. 2513 là có người chốt. 2513 khách chốt rồi chị. Chị chồng nữ Diễm Trang. Hôm nay chị Phan Phan mua được một đơn rồi đúng không? Còn nợ đơn. Nợ đang làm á chị, để em kêu mấy người nhắn tin. Có bộ hai chiếc đi 58 không? Đang làm, đang xỏ chuỗi đó chị. Trần nữ Diễm Trang ơi. Rồi cái vòng hai con báo này mấy chị ơi. Nha, là đi 52 54. Hồi nãy em nói nhiều ta, đi 50 52 chứ. 19.138 sale 502. 19.138 đi 50 52. Dạ. Đây. Rồi. Mấy chị muốn mua chiếc nào? Nhẫn hai lô. Nhẫn hoa mặt trời và nhẫn mơ. Thôi em được rồi, để chị. Đây. Chị đâu có nhẫn con rồng. Nhẫn con rồng. Đó. Có chị có nói chị cần nhiều chiếc trăm là chỗ kia. Ok rồi, Châu trả lời rồi mà. Rồi, bây giờ lên cái gì nãy giờ chưa lên mùi mùi. Lắc chân. Cái gì? Chị nhận được cả 5 món rồi, đẹp, vừa vạn ưng ý, bất ngờ nha. Còn có mũ bảo hiểm, cảm ơn mấy Châu, bé Hương. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Hân Nguyên nha. Lắc chân đâu? Lắc chân đâu mùi. Chị ơi, lên cái dây bi cho chị Gia Hy nè chị Châu. Gia Hy, dây bi, nhẫn mo nha, rồi. Em có ba hoa. Dạ, em có nói gì? À, con rắn là không có chốt được. Không có chốt được. Đây, Nissan nào đeo cũng được, 2 chỉ 155. 2 chỉ 155. Dạ, có bông Nam Phi luôn ạ. À. Mà không có màu trắng. Có thị trường có không? Thị trường bán tiền công là 1.200.000. Em bán nửa giá cho mấy chị là 600 đúng không? Bây giờ em sale 550 thôi ạ. 11.411.000. 11.411.000 mà mình có đơn ạ. 11.411 ạ. Tiền công sale 550.000 ạ. 11.411.000. 11.411. Dây sắn vuông 4 tấc 2 đang kiếm chị. 11.411 đứng dậy kiếm chùm dây sắn nhà mình đi Hương, coi có 4 tấc 2 không? Chị muốn mua bao nhiêu chị? Rồi sale 550 tiền công nha. Mặt túi tiền bán hết rồi, còn có mặt túi tiền nào không? Chị Di ơi, cho em mặt túi tiền hoặc là mặt con bướm. Còn tay có hộp ni 50, 6 triệu có không? Con dùng 6 triệu hả? Ni 50. Chị hỏi nhắn mơ đúng không chị? Rồi từ từ để em kiếm cho. Đây, đây là cái nhẫn mơ 0/7/12, thị trường bán 350 tiền công. Bây giờ em bán rẻ cho mấy chị là 190.000 tiền công. Ni 13, 14, 15 thì chốt. 3778 giùm em. 3778 ạ. 3778. 3778 ạ. Ni 13, 14, 15 nhẫn này 3778 nha. 3778 ạ. Dạ, có dây mì luôn ạ. Rồi em có bông sòn Nam Phi nè, chị xí muội coi chốt nè. 3778. Rồi chị Tiền Quyên, cảm ơn chị. Rồi, chị này mua xong chuyển khoản hết. Chuyển khoản liền. Rồi, nhớ rồi. Vòng hoa lô hồi nãy chừng nào về nữa. Vòng hoa lô nãy chị chốt đi chị. 4/05. Sale tiền công cho mấy anh chị là 390.000 thôi. Thôi bán 380 thôi. Rồi, còn tặng ly, tặng nón nữa đó. Mẹ em bán vậy đó mấy chị. 2421. Sòn Nam Phi nha. 2421 là mình có đơn ạ. 2421. 2421 là mình có đâu mấy chị nha. 2421 đẹp không mấy chị? 2421. Rồi, dây mì đây nè chị. Dây mì này là dài 4 tấc 3 và 4 tấc rưỡi, chị muốn cỡ nào? 4 tấc rưỡi á là 1 chỉ 131.
em sale tiền công cho chị là 450. Mì kim cương 450. 450 à. 450. 7662. 7662. 7662 là mình có đơn à? 7662 giùm em. Tiền công sale 450 à? 7662. 7662 nha, 450. Em dán vô cây một chị 4 tóc rưỡi á, 1 ký 1 á. Đây. Rồi. À, mà có kìa chứ. Gửi qua Vân Thí kìa con ơi. Con có biết không? Vụ mà Dân Sơn á, gửi qua Vân Thí. Cho chị Dân Sơn cho mình chứ. Nhẫn mò có lớn hơn không hả chị? Để em kiếm rồi chị mâm em có không? Em còn nhẫn này được không chị? Nhẫn bi. Nhẫn bi chị Bùi Bạc hình như thích lắm nè. Thì để mình cũng đơn cho dễ đúng không? Nhẫn con thì hưu lớn. Rồi, chị em có vòng một hộp á, thay vì một hộp á thì ở giữa là kim cương ni 50, 52 đeo vừa nè, em lên cho. Đâu? Chị thước đâu? Xem vòng tay với. Dạ rồi, cái này ni 50, 52 đeo vừa nè. Một chỉ 692, thị trường bán 800 ngàn tiền công. Nửa giá là 400 đúng không? Em sale cho chị 390 nha, ni 50, 52. 490. 901. 9018. 9018 là mình có đơn ở 9018 à. À có nghĩa là chị Linda, nghĩa là chị mới mua hai món đồ trắng, chị chưa lấy nhưng mà chuyển khoản đủ tiền hết là được nha chị. À, có nghĩa là chị giống như chị cọc mà cọc hết tiền á, dạ được chị nha. À, giống như em đã hóa đơn sẵn anh bỏ. Ừ, em ra hóa đơn cho chị luôn. Chị đã lấy rồi em đưa em giao hàng thôi. Ra hóa đơn luôn, chụp hình bill hóa đơn cho chị luôn, chị ra là đưa tiền, đưa đồ thôi. Chị đó. Rồi. 9018 chị gái nha, ni 50, 52, 53 đều vừa. 9018 rồi. À nhẫn bi bao nhiêu tiền? Nhẫn dài đi bao nhiêu? Dạ được. Cảm ơn chị Bạch Tuyết. Nhẫn bi á là ni 12, 13, mấy chị chốt đơn được nha. Ni 12, 13, 9 phân 2. Tỳ hưu đúng không ạ? Đây. 9 phân. 9 phân 2. Thị trường bán là tầm khoảng 408 tiền công, em bán nửa giá là 240. Dạ chị Liên Đa em hiểu ạ. À. Cái gì hỗ trợ được em hỗ trợ. 4877. 4877 giùm em. 4877 là ni 12 13. 4877. 4877. Thì con sale 240.000. Có vòng ni 56. Coi vòng halo. Cái vòng halo đầu like đó. Đây. Chị bao đẹp luôn nha. Sale có 670.000 tiền công thôi, halo. 9440 là có đơn. 9440. Rồi 4877 có khách lấy nè. 4877. Chốt chị Bảo Trâm. Chuyển khoản cho em trong vòng 10 phút. Cái nhẫn đúng không? Cái nhẫn đúng không muội? Rồi chị Bảo Trâm tiếp nè, cái nhẫn dài với nhẫn con tỳ hương đúng không? Chuyển khoản thì chốt mình thôi chị Bảo Trâm nha, không ghi mua vàng hay mua nhẫn nha chị. Đúng rồi, người ta muốn lấy của hơi Kim Lý. Có vòng bi con rồng không chị? Có vòng con rồng đúng không? Có vòng con rồng. Chị đeo ni bao nhiêu chị gái? Đây mặc con bướm đây. Mặc túi tiền luôn nè chị. Và mặc túi tiền. Muốn gì con lấy luôn. Chị lấy cái vòng đó đi chị Phan My. Giống kiểu kim cương hả? Kim cương không có. Rồi. Nhẫn hoa. Một chỉ 306. Thị trường bán tiền công là 708. Nửa giá của nó là 309 đúng không? Út bán 350 thôi. 6932. 6932 là mình con lấy cái vòng con rồng nào mà ni 5354 đi con. 6932 à. 6932. Con 350 à. 6932. Rồi em mua hoa kim lý mua không? Lại là cô hoa kim lý không có lấy vòng lò xo đúng không? Rồi chị 6932 là chị Dân Sơn nhưng mà chụp qua Vân Thí nha. Hiểu không? Em ghi chữ Vân Thí. Tính đơn cho dễ. Ừ, rồi em hiểu rồi vậy. Rồi mặc túi tiền rồi tiếp cái nhẫn này luôn. Cô Hoa Kim Lý là cô xả cái vòng đó đúng không? Cô nhường lại cho chị Bạch Tuyết. Bạch Tuyết. Ok, chị Bạch Tuyết chuyển tiền luôn rồi. Em nhắn tin chị có đâu. Đây em còn có hai cái vòng nữa nè mấy chị. Đẹp lắm luôn nha. Đẹp lắm luôn à nha. Đây. Rồi có vòng con rồng luôn chị Út ơi. Có vòng con rồng luôn nha chị Thanh ơi. Rồi. Trời ơi, chị Hoa Hiệp Nguyên đâu rồi? Cái mặt ngọc trai nè. Dạ bữa khác cô chốt. Hộp ngọc trai mà hình túi tiền nè. Cô Hoa Hiệp Nguyên đâu rồi? Cho biết cô thích cái đó. Cô này bông mấy cái nhẫn nữa. Hả?
Rồi cái nhẫn tim nó đẹp không mấy chị? Rồi nhẫn rồng đúng không? Rồi em biếu rồi. Em còn có mẫu nhẫn kim tiền này nữa nè. Nhẫn kim tiền này nữa nha. Để em lên cho. Nhẫn bên này simi lò xo như không? Nhẫn con rồng đây, đây đây. Đâu? Cái gì đâu? Đây vòng con rồng. Em có vòng rồng này được không chị? Vòng con rồng này là 1 lượng 3. Chịu không chị gái? Chị đeo này như là người ta thấy biết hàng cao cấp liền luôn á. Nè chị Thanh. Nè chị coi nè, vẫy nè, sắc nét cực kỳ luôn. Dạ, từ từ chị. Từ từ. Nhá hàng. Em nhá sèn trước hả? Bao nhiêu đúng không? Ok chị, rồi cái nhẫn nè, 7 phân 75. Thị trường bán là 680. Em bán một nửa giá là 340 đúng không? Em bớt thêm cho mấy chị, lấy cho mấy chị là 320 thôi. 4226 à. Nhẫn cái nơ đi con ơi. Rồi cho nhẫn cái nơ chị Di ơi. 4226. 4226 là mình có đơn à. 4226 giùm cô. Chị Ngọc Thanh chốt cái vòng con rồng này hen, chốt cái nhẫn xong nhớ cái đôi bông con rồng mà Châu mới về không? Vô bộ luôn. 4226 rồi chị. Cô giáo Võ Minh Hằng lấy. Chuyển khoản giùm Út 1 triệu, nội dung ghi tên Facebook. Rồi hồi nãy ai hỏi cái gì nữa? Hỏi nhẫn con rồng đúng không ạ? Đúng rồi chị. Nhẫn con rồng em có nhẫn con rồng em có 2 chiếc. Một chiếc là 1.4, chiếc 1.5. Đây. 1.4 với 1.5. Một chỉ lấy một cái 1.4, 1.5 đi, 1.517. Lấy cú pháp thôi mấy chị, tiền công bán bằng nhau hết mà. Thị trường là 750 nè. Một nửa giá là 375 đúng không? Em bán 320 thôi nha. Em bán 320 rồi báo cái ni này. 7966. 7966 ni 13 14 15 có chưa chị? Ni 13 14 15. Ni 9 ni 10 ni 11 12 13 14 15. Từ ni 9 cho tới ni 15 chốt đơn được. 7966 à. 7966 giùm. 7966 à. Tiền công sale là 320 thôi à. Những cái nơi vô rồi chị ơi. Đây, đẹp không mấy chị? Con rồng nha. Dán lên. Cánh chim cụt. Mặc túi tiền cho con với. Rồi để lên cho Nga Lê chốt. Đợi đợi cho xíu nha mấy anh chị. Tính tiền nhẫn tiền hưu rồi chị Nhàn. Em nghe rồi chị Nhàn. Chị cần vòng rồng giúp em sale tiền công. Ok chị, nhẫn hồ ly kim tiền con có không? Rồi em kêu gì riêng đây. Chị Phan My đợi. Phan My đợi xíu ạ. Rồi 1.567 nè. Thị trường bán tiền công cái này là 850. Một nửa giá của nó cũng là 420 đúng không? Út sale cho chị 390. Rồi ok chưa? 8288. 8.288. 8288 là mình có đơn ạ. 8288 tiền công sale 390 nè. Út sẽ phối cho cái sợi dây này nha. Sợi dây này rất là đặc sắc, còn có hai sợi dây bi và hai sợi dây mì đan vào nhau. Dài là 4 tấc 2, 4 tấc 3 đó chị nào nãy đồ dây nè. 4 tấc 2, 4 tấc 3, 2.738. Cái này là không cấn không gãy nha. Nói không thì cũng không đúng lắm, nó sẽ hạn chế cấn gãy hơn so với mấy chị đeo một cọng dây mì nhiều. Rồi, bình thường mấy chị mua là khoảng là 800.000 tiền công. Một nửa giá là 400.000. Rồi em bán 400.000, tính ra là 4 sợi dây, một sợi dây có 100.000 đó trời à. Một sợi dây tiền công còn có 100. 400. Thanh tiền, 400 thôi bé. Ừ, bán rẻ đi. 14.200. Cái này 8 mấy bé không dán giá khách lấy rồi kìa. 14.200. 8288 đúng không? 8288. Rồi chị Nga Lê 390 nè. Dán liền cho Út. Chuyển khoản cho Út 1 triệu nha Nga Lê. Rồi sợi dây bao nhiêu nè? Cảm ơn Bảo Trâm. 14.200 ạ. 14.200 sợi này. 100 mà chị con sale là 400 thôi ạ. Cái sợi này nó đặc sắc nha, không nên bỏ qua. Rồi chị Hoàng Dương lấy, tính ra cộng có 100 ngàn thôi đó mấy anh chị. Chị nhớ để nội dung cho tên Facebook chị nha, không đi mua dây hay mua mặt mua vàng. Rồi lên lên vòng con rồng nha. Lên vòng con rồng. Nhẫn nơ là đi. Nhẫn nơ đâu rồi đeo vô. Nhẫn con hồ ly đâu. Hồ ly vô luôn rồi. Để em đem rê nắp. Rê lắc cái nhẫn nơ đây. Là cái nhẫn nhỏ này không ai hỏi bỏ qua nha. Bây giờ toàn là dân nhà giàu có điều kiện không à. Nhẫn nhỏ không mua. Để lên nhẫn bự nha mấy chị. Đâu con? Đọc lại nhẫn rồng hả luôn cho chị vui. Dạ. Nhẫn rồng nè chị. Cảm ơn anh. Lâu lâu có anh thù lù xuất hiện. Anh hết hồn luôn nha anh Trung. Cảm ơn anh. 7966. 7966 à, tiền công sale 320 thôi ạ. 7966 à. Em có đôi bông con rồng luôn nha. Con rồng còn có đuôi, có đầu đầy đủ, có vảy đầy đủ là nguyên một cái đôi bông con rồng luôn đó. 7966 từ ni số 9 tới ni 15 thì chốt giùm Út. Rồi chị Phan My cái này đúng không ạ? Đúng của chị luôn á, ni 17. Ni 17 luôn hả? Sao mà giỏi dữ vậy con? Lắc xích toàn ten gì kìa con. Ni này ô cha vừa ni chị luôn.
ni năm năm ba luôn này chị, khi nào cần là anh bay vô. Cảm ơn anh, anh là chỗ dựa phía đằng sau em luôn á. Ni năm hai năm ba đều vừa luôn nè mấy anh chị, nó đúng là ni năm ba luôn. Rồi bông con đồng chị Di chứ, bông con rồng với chị Di này vô nè, 13 chỉ 402 rồi, thị trường bán 2,5 triệu, em chia cho hai lô 1,250,000, em tính chị 1,2 triệu đó, chị thấy em bớt cho chị chưa? 68,746,000 em đeo nha. 68,746 mà chị coi nè, một cái mắt của nó 2. Đính hột luôn nha mấy chị, đẹp không? Ở phía dưới thì không có hột, mà ở trên có hột. Rồi đeo cho đổi vàng mà mấy chị sợ gì? 68,746 à, tiền công xe 1,2 em đeo chị. Lấy vàng cũ ra xong rồi bỏ 1,2 là coi như lấy cái vòng mới về đeo thôi. Ni năm nó đang là ni năm ba rồi, chị lấy luôn. Cảm ơn chị Ngọc Thanh, 68,746 rồi, mấy này cho mã lờ hết nha, nha. Lấy đôi bông vô, chị lấy luôn cái nhẫn đi chị, chốt luôn cái nhẫn đi. Chị Di ơi, cho em hai loại bông con rồng gì vậy, loại phun hộp của loại chị lấy cái nhẫn luôn đi, 7,966 xong rồi về rồi. Cái nhẫn em lấy đâu ra, em bán rồi, em bán nhanh lắm nha chị, mua nguyên bộ đi. Chị Ngọc Thanh, 1,2 triệu là bớt hơn nửa giá rồi mà còn đòi 1,000,000 nữa, đánh đòn bây giờ. Kệ thương em đi chị, 1,2 triệu nha. Thương cho thêm, thương cho thêm, đừng có cho bớt. Dạ vòng rồng em bán rồi chị, còn rồng nào khác nữa không? Chị Di còn nhầm con rồng nào khác nữa chị? Rồi bây giờ em lên. Dạ rồi cho em rồng chị ơi. Dạ. Rồi em lên tới cái nhẫn con tỳ hưu cho mấy anh chị mua nha. Con tỳ hưu ai mà muốn phong thủy là mua tỳ hưu. 2,33 thị trường bán là 650, nửa giá của nó là 325, bây giờ em bán 280 thôi. Cái loại này loại nặng nha, mấy chị mua mà không bao giờ có hàng 400 nữa chứ đừng nói em bán 280. 12,023,000 Dạ em không có mì trơn, tại mì trơn dễ gãy lắm nên em không lấy về ạ. 12,023 nhẫn rồng là chị để 7,966, xe tiền công 320. 7,966 em có ni từ ni 9 cho tới ni 15 luôn. 7,966 ở tiền công xe 320 chị. Chưa có dây 6 chỉ hả chị? Mấy tóc em quên mất tiêu rồi chị Ngọc Tuyết. 12,023 là 12,023. Con tỳ hưu này á, nó nặng vàng quá chị nha, nhưng mua gì làm của luôn. 12,023 đi size nào được, cũng chỉnh đi được hết. Rồi tới nhẫn nơ. Rồi chị Ngọc Diễm lấy luôn. Em chúc chị lọc lá đầy nhà nha. Mua vàng của Kim Thành Thảo, thỉnh diếu của Kim Thành Thảo. Mua bán đắt đỏ lắm mấy chị. Rồi chị Ngọc Diễm chuyển khoản em 1,000,000. Bông con rồng đang lấy, ni size nào cũng chỉnh được. Rồi tiếp tới nhẫn nơ đúc đúc nè, tới đây chị mà mấy tóc chị Ngọc Tuyết và mấy tóc 6/78 trồng cổ hả, 6 chỉ mà trồng cổ đó em ơi. Rồi dài chắc 6 tóc đó Hương ơi, coi cộng này coi. Ừ, nặng chị. 5 tóc 4 có 6 chỉ 4 không trồng động thôi kệ, lên đi. Rồi gỡ con đó ra đi con. Mì kim cương em có mì kim tuyến. Rồi em lên chiếc nhẫn này 6/78, thị trường là tầm 480,000. Em chia 2 là 240, em bán gì 220 nha. Ni của chị ni 17. 3637. 3637 mấy chị. 3637 là mình có đơn. Ni 17 luôn. 3637. 3637 là chị Phan My. 3637. 3637. Vừa ni của chị luôn á chị Phan My. 3637. Dạ mì kim tuyến đây nè chị. Em có cộng 4 tóc rưỡi là 7,662. Tiền công xe 450 ha. 450, 7,662. Mì kim tuyến thì nó đỡ gãy hơn là mì trơn chị nha. Bởi vậy em mới dám mua về bán đó. 3637 là tiền công xe 220 à. Ủa chị Phan My đâu rồi ta? Rồi. Em cho chị xem lại đây. Chị cũng ơi có cái dòng đi trang nó nhận. Ni 13 không hả? Em chỉnh ni cho, nếu chị lấy em chỉnh ni 13. Nhưng mà để hỏi chị Phan My có đồng ý không đã rồi em mới dám bán. 3637 chị coi lấy thì chị để cú pháp cho Út nha. Tôi bận rồi. Em có tiền công. Hả? Rồi ok. Rồi. Tiếp. Chị xem lại cái gì okay, chị? Với mì kim tuyến. Ok chị Phan My lấy. Cảm chị ơn chị. Phan My. Okay. Chuyển khoản giùm em chị nha. Đây. Nội dung chuyển khoản để xem Facebook thôi nha. Không đi mua. 7662. 7662 giùm em, bi hai màu này con, coi có 4 tấc 2 không? Chị lấy đi, đẹp lắm.
Em dạ được chị, được em được chị nha, Ngọc Thanh nha. 047662. Em bán rồi. Em bán rồi. Đây là lấy vô thì Ê con. Từ từ. Cái nhẫn đó con tìm hồ ly đó còn không khách khách muốn mua. Giờ con còn hồ ly kiểu khác đó chị. Cái này đó là nó tầm khoảng 1 chỉ 131. 1 chỉ 131. Nó tầm cỡ trọng lượng đó chị nha. Nani 18. Được chị. Rồi bông con rồng nè. Em bán tiền công 208. 208. 8 phân 28 208 nguyên con rồng luôn, bông khoen à. Với tay to cũng đeo được. 4453. 44 4453. 4453 là mình có dạ, nhẫn 8 chỉ 4453. Là nhẫn nam chị nha, nhẫn nữ không có 8 chỉ. 4453 là 4453. Mình có 4453. Tiền công sale 280.000 thôi à. Rồi. Em có sợi dây 4 tấc 2 đây nè chị. 4 tấc. Em có sợi dây 4 tấc. 4 tấc thôi, 4 có 4. Dạ em đang nhờ nhân viên lấy cho chị Kim Ngân. Rồi nhẫn cái nơi nè chị cánh cụ Kim ơi. 7 phân 36. Dạ. 7 phân 36. Những hồ ly hồi nãy chị lấy. Sale tiền công rẻ 250 thôi ạ. 3959. 3959 ni size nào cũng chỉnh được hết. 3959 nè. Hiện là ni nào 13 14 là đeo vừa luôn. Còn ni size nào cũng chỉnh được. 3959. 3959. 3959 là tiền công sale là 250 ạ. Rồi sợi dây của Út đeo gỡ ra cho khách coi nè. Siêu đẹp luôn chị Hiền. Dây Út đang đeo là 52.255.000. Sale có 508. 508 ạ. Nè chị coi. Dây cánh cam Hồng Kông Đài Loan chị nha. Rất là đẹp. Dạ không có 5 tấc. Buôn khuôn ơi. 52.255. Rồi chị cánh cụt chim lấy 3959 thì gỡ ra nè. Rồi. Và 5 tấc rưỡi chị nha, 10 chỉ 253 cho đổi vàng luôn. Đem vàng ra khác tiệm mà còn nguyên em cũng cho đổi sợi ngang luôn nha. Tiền công là 508. Mặt dây chuyền siêu đẹp, đeo với to hơn cũng được luôn, mặt dây to hơn cũng được. 20.171, sale tiền công 550. Sale công 550 cái mặt nó đẹp như hoa hậu giờ mấy chị bỏ qua uổng ghê. Chị nào mà có mua vòng hột vàng rồi nhẫn hột vàng rồi thì chốt ngay cái mặt dây chuyền này nha. Rẻ mà đẹp nữa. Chị ơi, chị chuyển khoản em 1 triệu nha, rồi có gì em chỉnh đi là 11 cái chị gì nha. Rồi bỏ vô. Chị ơi có hai cái nhẫn hồ ly nha. Rồi em còn một cái nhẫn hồ ly này nè. Đây. Nhẫn hồ ly đẹp không chị? Chị chốt cái này chị Ngân. Sợi dây của chị là 5 tấc chị Mỹ Bình Trọng. Rồi. 4 phần 2. Sale tiền công cho mấy chị 220 thôi. 220. 337. Cái mặt hồi nãy là cái này là 2.337, nhẫn này 171.000. Mặt là 20.171, bỏ qua uổng lắm tại vì đeo cộng dây một lượng, hai ba lượng gì nó cũng đẹp hết trơn, nó cũng vừa khoen rất là to. Mấy chị nhìn nè, y như con công vậy đó. Mặt tròn mà nhìn mình thấy nó tỏa sáng như con công đó, nó đẹp ngay chỗ mấy cái viên này nữa nè. Lấp la lấp lửng đẹp gì đâu á mấy chị. 20.171 mà sao là 550 được? Mấy chị bình thường mua phải triệu mấy nha, chỉ có trên live mới được giá này thôi. Rồi chị Ngân Kim lấy 2237. Rồi em lên một con hồ ly mắt đỏ, mắt hồng. Mắt hồng. Ni là ni 14, 15, 16 chốt đơn cho em. Em sale tiền công cho mấy chị 250. 250. 3773. 3773. 3773 là mình có đơn ạ. 3773. Tiền công sale 250. 250 thôi. 3773. Rồi chị gái đòi cái cọng dây 6 chỉ đó còn coi không? Em lên cho cọng dây. Đây. Đâu đeo chị nhẫn vô trong tay đi. Con cóc nè, kim tiền nè, nhẫn mơ nè. Đó. Rồi. Đại hội phom dài đó chị. Phom dài có chiếc này nè, chị Trúc Ly. Nó sáng chị. Đẹp chưa? Đi nhỏ luôn. Rồi chị Ngọc Tuyết đây. Còn chị. Đâu rồi sợi dây lên cho chị đâu rồi? Đây, em lựa cho chị một cái cọng dây
sống chung mà chị có luôn. Đây chị thấy không, hình con rồng không, xong là kim tiền không, mà sợi dây này nó 5 tấc rưỡi thôi, nó không phải 6 tấc, nhưng mà nó đúng trọng lượng của chị nè, 6 chỉ 4 2 3, cái này 5 tấc rưỡi thôi nha, 5 tấc 4, 5 tấc rưỡi, thị trường bán là 850. 850 chia 2 là 420, rồi em bán 420. 420. 32.792. Dạ rồi Bích Thuận, để em báo giá cho. 32792 là mình có đơn à. Em còn có nhẫn thổi vàng nữa đó. 32792 là mình có đơn mấy chị nha, tiền công sale 420 thôi à. Em còn có đôi bông đẹp không mấy chị? Cái nhẫn là nó rớt mất tiêu rồi, nhẫn kim tiền mà có cái bảng kim tiền á. Hôm bữa anh mua cho ba anh sợi dây này 8 chỉ đẹp xuất sắc, dạ cảm ơn anh. Không, cái này giờ chị lấy 5 tấc rưỡi đi, chịu khó mở ra, mở cái khóa hộp ra đeo đi. Thì nó trùng với trọng lượng chị luôn nha, mà em bán chị nửa giá thôi. 5 tấc rưỡi đeo dài cỡ này nè. Đó, 5 tấc rưỡi nha. 32792 à, tiền công sale 420 thôi à. 32792 tiền công 420 nha. Đẹp lắm á chị ơi. 6 chỉ 4 2 3. Mà nó đẹp, mà cái mắt của nó nè, đẹp xuất sắc. Anh Quang Trung Trần anh mua một cái cho ba anh đeo rồi đó. Đẹp lắm. 5 tấc rưỡi. Có 3 chỉ hả? Có 420 à, mà khóa hộp nha. Ok, chị chốt nghe lời em. Chịu khó, có gì đâu gỡ ra mà cái khóa hộp nó cứng lắm. Quá chắc mấy chị. Có mặt dây chuyền chưa? Em lên cho cái mặt dây chuyền này nữa nè. Chù, nó bự mấy chị ơi. Cái mặt dây chuyền nó chỉ có 4 với 2 thôi. Rồi em chốt chị chuyển cọc cho em đi. Chuyển khoản nội dung với địa tên Facebook thôi chị nha. Nhẫn kim tiền vuông. Nhẫn kim tiền vuông hồi nãy á, Châu có bỏ xuống á, lượm lại cho Châu. Rồi. Có. Chị chút ly cái nhẫn này nha, cái size. Cái size nhỏ mà chị không lấy nó uổng ghê, size của chị đó. Chị biết cái chữ gì không? Em không dám đọc á. Em không dám đọc lên. Đẹp mê mà chắc cứng cáp vô cùng. Dạ đúng rồi, cái dây đó đẹp mà nó cứng cáp. Hôm bữa bạn em ở Mỹ về xong rồi ghé tiệm mua, em cũng lựa cho cộng vậy đó. Nhưng mà 5 chỉ. Lắp tim đôi à, bán hết mất tiêu rồi. Em bán hết đó Đặng Cúc ơi, cho nên em không lên. Rồi 6/51 nè. Em bán cho mấy chị 2.190 đi. Định bán 220 mà thôi. Rồi ni sai nào cũng chốt được hết. Chỉnh ni được. 3471 3471 3471 là mình có đơn à. 3471 tiền công sale có 190.000 190.000 3471 3471 dán vô bé. Cái con hồ ly là 3.773.000 thần hồ mệnh tình yêu này mấy chị. Con hồ ly. Chào nói chị Nguyễn Julina chị đó, nói chị bé nhỏ điện thoại bắt máy đi lựa cho chị bán vào này cho chị. Chị Nguyễn Julia, chị còn có like không chị? Hôm trước đẹp chốt không kịp hả? Cái này còn đẹp hơn hôm trước nữa. Nè, cho chị coi lại nè. À, dòng đẹp kim không? Cương là dòng tròn kim cương hả chị? Thôi đây, cuối rồi, cuối buổi rồi. Đừng có lấy hàng ra nữa mấy bé. Rồi bây giờ em lên cái dây nha. Dây 4 tóc nha. Thứ tư like. Chị muốn 4 tóc 2, út thêm tăng đơ vô. Rồi 2 chỉ 9, 3 9 37 29 37. Em sale tiền công cho mấy chị là 450. 15.252.000. Chị Thảo em mà đọc tiếng Anh là mấy anh chị chỉ có ghiền thôi. Chị Thảo em bữa em cho đi du học. Đi du học 5 năm về đó mấy chị. 15.252. Đọc tiếng Anh nó như gió luôn. Dạ có. 15.252. 450 nha. 450. Chị lên đợi chị. Lắc cho lên rồi. Đây nhẫn đây ni 18 chỉnh đi được nha. Nhẫn thổi vàng lên giá 7/75, sale tiền công cho mấy chị 250 đi. Nhẫn thổi vàng 4156 4156 là mình có đơn à. Ni sai nào cũng được mấy chị, chỉnh đi được. 4156 4156 à, tiền công sale có 250 thôi à. 4156. Đây nhẫn ngón giữa đây là 3.471, sale tiền công 190 kim tiền. Còn 4156 là chiếc này. Ni sai nào cũng được, sale tiền công 250. Lắc chân bỏ sẵn. Còn nhẫn con tỳ hư quá là 3.773.000 3773. Rồi xong. Lắc chân gì Châu? Lắc chân đâu? Lắc chân em bỏ được cái mâm. Ủa lắc chân đó đó hả? Rồi em lên một cái lắc chân kim cương.
ai trúng bánh thì chốt đơn ngay, tại vì nó rất là nhẹ vàng mà nó sáng. 8 phân 44, sale tiền công cho mấy chị là 280. 4534 nha, siêu nhẹ mà chỉ có 280 thôi, còn mua thị trường là 550. 4534 rồi qua đi, đổ đổ bớt đồ vô mày đúng mà không đổ luôn á. Nhận cóc chị ơi, nhận cóc nè, đây cóc một cầu ông trời thì chưa. Nhẫn con cóc này là đi 13, 14 chốt đơn cho em nha. Một chỉ 4, 15. Sale tiền công là 250. 7382. 7382 là mình có 7382. 7382. 7382. 7382 là mình có đơn ạ. Sale tiền công 250 ạ. 4534 là cái gì nữa? À đây, là cái lắc mà. Lắc chân. Em đọc cho. Dạ 26cm nha chị. Em không có vòng cà ri, em lại có vòng này được không chị? Cỡ đi 52, 54 đó. Rồi nhẫn con cóc là 7382 nha. Rồi lên dây si trắng nha chị mua nè. Di hộp đàng hoàng nha mấy chị, 4 tấc 7. Sale tiền công cho mấy chị là 350 thôi. Một chỉ 626. Mắc kim tiền luôn, 4 tấc 7. Thanh tiền 8545. 8545. 8545 là mình có đơn là 8545. 8 triệu 545. Lên dòng trắng nó chắc chị ở đeo không vừa đó. Không được nha chị Ngọc Tuyết ơi. Lên cái vòng đi chơi đi, vòng đó đó. 8545 là mình có đơn là 8545. 4 tấc 7 nha. Tiền công xe 350 ạ. Rồi GB đây chị. Dòng trắng nó như chị cao chị mà thi. Rồi tôi đợi đợi xíu em nha chị Thi nha. Dạ chào của Hoa Kim Lý. 4 tấc rưỡi nè, 6 phân 8 JBC trắng. Sale tiền công cho mấy chị 270.000. 3697. 3.697. 3697 ạ, 3697. Tiền công sale 270 ạ. Dạ nhẫn cóc đi mấy? Ni 13 14 chốt đơn được mấy chị. Ni 13 14. 7382 xe tiền công 250. 7342 xe tiền công 250. 3697 chị Hoàng Yến chuyển khoản cọc liền cho em đi chị. Chuyển khoản cọc em 1 triệu chị nha. Nội dung chuyển khoản này trên Facebook không ghi mua ghé hay mua vài chị nha. Rồi lên cái dòng đúng không, khách chốt kìa. 3697 là cái dây biển hồi nãy. Chốt đi, chốt vô. Đúng rồi, thì có người chốt. Rồi cái vòng mấy anh chị ơi, ni 50, 51 nha. Ni 50, 51, trăm lẻ hả? Trăm lẻ kim cương, nó là mặt dây chuyền rồi. Không có mặt kim cương to lắm. Không có trăm chị nha, 3 chỉ 028. Ni 50, 51 đeo vừa, vậy làm ni 20 không được ạ. Thị trường bán là 1.700.000 tiền công. Em cho sale nữa giá là 850 đúng không? Em bớt thêm 100 nữa, 750. 750. 16.011.000. Dạ, dây chồng cổ có nhưng mà nó nặng hơn cái trọng lượng của chị yêu cầu á. 16.011.000 ạ. 16.011.000. Đây kim tiền luôn nha. Ni 50 51 thì chốt đơn giùm em. 16.011.000 ạ. Tiền công sale 750 ạ. Ni nhỏ đúng không? Đây, chị là phải lấy vòng này nè. Ni 54 nè, chị Thi Võ ơi. Đẹp không? Xong rồi lấy thêm cái nhẫn mo của em nữa là si. Đâu rồi? Cái nhẫn mo nãy rồi. Nãy em đưa chị đeo á. Trời biết rồi. Ai đuối thừa đâu mà la dữ. Nè. Hồi nãy em ra tiệm gặp cô Hoa Kim Lý nè, tiệm đông chen nhau lựa. Dạ, cảm ơn chị Đặng Cúc. Đây. Em coi còn cái dây nào xấu chỉ mà chồng cổ không? Nè chị lấy cái này xong rồi si luôn rồi vô bộ luôn, chị chịu không? Tại đây không có. Dính dây xấu chỉ. Em muốn mua vàng của Út mà đến lúc đổi không biết gửi vàng sao thì gọi hết like nhân viên em. À, nhớ xem mặt chữ T bự lấy chị được nón bảo hiểm cho con gái chị. À mua mặt chữ T, gọi công ty kiếm nó mặt chữ T giống vậy, lấy rồi. Gửi hình cho chị đi. Chị thích nào lấy về. Rồi em qua này chị Gia Hy có muốn lấy thì lấy nha, 16.011.000. Em đang bán dây, giờ em qua dây tiếp. 7 chỉ cũng được. 7 chỉ cũng được. Sao 7 chỉ? Chị Gia kiếm em dây sao 7 chỉ? Nói chưa? Hoa Kim Lý cũng mua vàng gì tới mức mà mang chị ngưỡng mộ luôn mà.
Rồi dây 4 tóc 7 tiếp. 4 phân 62, sale tiền công cho mấy chị là 2.9 26.18. Dây sẵn luôn nha, 4 tóc 7 26.18 là mình có được 2.618. Tiền công sale có 2.9. Sáng không mấy chị? 2.618 à, tiền công sale 2.9 à. Lớp bản là lượng mấy lượng chị? Xì không? 2.618 rồi, đặt chiếc đấy. Chốt dùm chị đi. Tiếp. Nhẫn chữ A em có ngoài tiệm mấy chị. Ủa chà, anh Hoàng Trung Trần lấy hả? Hụt rồi anh ơi. Anh hụt rồi anh ơi. Anh rút chậm quá anh chị. Rồi, lên sợi dây tiếp. 4 tóc rưỡi, 7 phân 55. Sale tiền công 2.9. 4095 4095 là mình có sẵn vô hình ai chuẩn bị chưa? Trong chùm này coi thử có 3 chỉ 4 tóc 2 không bé? 4092 4095 à. Không có lắc xích chị Hoàng Trung Lý mới bán cái lắc xích rồi. 4095 à. 4095 thì con xe có 209 thôi à. 209. Đây này, cái này chỉ công khế nha, chắc bền nha mấy chị. Nè. Có sẵn vô hai màu là 4 tóc 2, 4 tóc 7. Chị kêu lấy con dùng 1 tóc 2 lấy 4 tóc 8 nè. Cái này là chỉ công dùng lấy xong hòa mài. Chị Yếu coi dây 6 tóc vô. Chị 6 tóc vô rồi hả? Rồi chị Vân Huỳnh lấy kìa. Chị Vân Huỳnh, chúc chị Vân Huỳnh ạ. Chị Vân Huỳnh cảm ơn chị. Tiếp. Sợi dây 4 tóc 8 nha, 1 chỉ 008. Cái này là vuông nha. Nhanh nhanh một chút rồi qua. Em hết làm nổi rồi chị ơi. 209. 209 không chị? Thành tiền 5774. 5774. 5774 là mình có đơn à. 5774. 5774 à. Tiền công sale 209 à. 5774 là mình có đơn mấy chị nha. 5774 à, tiền công sale có 290.000 thôi à. Rồi qua đi con. Rồi em xong hết cái chùm dây xin. Ồ, nãy cái chị nào chị hỏi ba chỉ có không? Mẹ em có một chỉ nè. Cái dây nãy chị ghiền ơi là ghiền á. Đây. Chị tìm 4 tóc 7 nè. 1 chỉ 022. Sale tiền công 208. 5431. 5.431.000. Cái dây mà bự á, một lượng hồi nãy đó. 5431. 6 chỉ chứ. Bây giờ nó có một chỉ nè. 4 tóc 7 nha. 5431 là mình có đơn à. 5431 à. 5431. 5431. 5431. 5431 là mình có đơn. Rồi. 5431 cho chị. Chị ti bên sợi 2 chỉ. Sợi 2 chỉ đúng không? Xem dây bi vàng 1 chỉ. Ba chị. Trời ơi cái cọng này nó cũng đẹp lắm. Mấy chị chốt cục thì chốt cọng này. Vì vậy chốt rồi muối. TBCM rồi thôi, mà. Đọc mình đâu có chốt. Tao không ngăn mày lại mày cũng chốt rồi mà cũng cãi cho được nữa. Quê chị. Thôi chị xin lỗi em, xin lỗi em. Chị đã làm em quê. Rồi. Con lắc lực si tám chị bị lên tiếp. Rồi. Nè. 1 chỉ 061. Trời nó bự đúng không mấy chị? Nó bự hơn cộng hồi nãy luôn. Cái nào có 5 tấc em sẽ đọc nha chị Thúy Bùi ơi. Tại vì cái chùm nó như vậy thôi. 1 chỉ 061. Xe tiền công 208. Đẹp lắm nha chị. Dây than 627. Cái dây này đừng có bỏ nè chị gì chị Phan. Chốt cọng này đi đẹp 5627 quá. 5627 thì con xe có 208 thôi ạ. 5627 lắc văn lạc siêu trắng có lượng này lượng đây, lượng đây. Cỡ này lượng lượng được không chị Mỹ Linh Đặng? Gì bỏ qua này đi đẹp quá này. 563 nè. 5627 à. 5627 sợ đó đừng có bỏ qua mấy chị ơi. Em có 5627. Có hả? Hả? Dạ cảm ơn chị Đạt Trí. Cảm ơn chị. Ý là chị Trang kia hả? Dây sông dương 3 chỉ cũng có. Chị sông dương 3 chỉ cũng có 2. Lấy lên đi. Có 4 tấc rưỡi thôi. Lấy lên đi được cắt. Ủa sao hết trực tiếp rồi bấy. Trời ơi còn xuống like rồi mà còn 130 anh chị xem. Rồi chị Cari. Chị Cari chốt chuyên khoản cho cặp cho em đi chị Cari ơi. Tiếp 7 phân 94 dài 4 tấc 6 này chị. Dây này không đeo mặt cũng đẹp luôn. Em sale tiền công cho mấy chị là 2.9. Được em à, ok. 4292.
4292, ok, lấy viên đi 2 màu 4 tấc. Cô lấy mặt tim bỏ vô cho cô, mua nguyên bộ mặt tim nào cô. Sao tối rồi mà cô cho con bè bài gì mà nó khó dữ trời. 4292 là cái bi 2 màu hồi nãy chị Út. Bi 2 màu. Chị Út, từ từ. 4292 chị Phan Phan nha. Chị Phan Phan. Nè bé, khách chốt rồi nè. Chị Út, bữa chiếc lắc em chốt mà tiền công không được tặng gì hết. Mà tính em không đúng hả? Rồi ok chị, để ngày mai bé Trinh nó kiểm tra lại cho chị coi lại like nha, không sao hết á. Tích lộn là tính lại thôi chứ không có gì hết. Nè coi lại nha. Không, em chắc chắn là ở ngoài tiệm cô thấy luôn hả? Con còn không biết nhà con có cái mặt trái tim luôn mà. Hôm bữa chị đổi mà không được tặng gì hết. Thì chương trình nó có mỗi ngày nó khác nhau nha. Chị bé Lê hôm nay mình mua đi rồi mình được tặng nha. Hóa đơn trên 10 triệu tặng. Rồi còn muốn mua dây nó hay lên dây nặng hơn mấy chị. Muốn mua nữa thì báo em nha. Em đây là đây có đủ súng đạn để chơi với mấy chị hết đó. Cái chuyện là cái đây. Súng luôn. Trời ơi trên live không được nói bậy em bạ nha. Nói bậy em bạ là không được á. Nhắc chị Châu nha. Sợi dây nè. Sợi dây nhỏ nè có. Chị gái ơi sao chị hên dữ vậy. Đồ bự không bán mà Châu có lấy bán đồ nhỏ không à. Dạ, 4292 có khách chốt với chị Trang Nguyễn ơi. Cô Hoa Kim Lý, cô lấy cái dây 4 tấc đó bán đi. 4 tấc 22 màu. Ừ, đi dạ. Kiếm cái mặt vi nào, ai biết đâu. Mặt hình trái tim, Hương ơi, chắc là cái mặt hình trái tim. Chắc gì nó biết á. Gì biết không chị cô? Chị lấy mặt hình trái tim nãy cô Hoa Kim Lý có. Chị Trang Nguyên không được nha. Dây hơn 2 chỉ, rồi. Đây, em lên sợi dây bi nhẹ nè. 7 phân 76 nè. Sale tiền công 350. Lên 4261 4.261 4261 là mình có đơn 4261 4261 ạ, sao tiền công 350 ạ. Nè mấy chị, đẹp lắm luôn nha. Hột bẹt nè, màu hồng và màu trắng sang vô cùng luôn. Mấy chị thích thì nói em. 4261 ạ. Rồi chị Lan Tiết lên 4261. Luxy đó tiền công bao nhiêu? Thì em lên em bán nửa giá không ạ. Cô Hoa Kim Lý, cô lấy cái mặt tim này đi. Lớp màu trắng to. Đây màu trà pháp chịu không ạ? 4/62 thị trường bán tiền công tầm khoảng 450, bây giờ em sale tiền công 220 thôi, không bằng tiền mua hộp đá hoặc là cũng không đủ luôn á. 2548 2548 2548 là mình có đơn à? 2548 sale tiền công 220 chị Phan Phan chỉ chắc chắn lấy đó chị, cho nên là để em lựa cái khác cho chị thôi. 2542 sale tiền công 220 nha. Coi sỏi luôn có vừa có sợi dây đó không. Rồi em lên. Ok, mặt tim 2548. Ok, lấy 2548 nhưng mà sỏi coi vừa không đã chị. Nhiều khi mình chọn nó nhưng nó không chọn mình. Đó, mình yêu người ta mà người ta không yêu mình thì cũng phải chịu thôi. Đi lên. Rồi, người ta có yêu không? Yêu. Rồi, người ta có yêu. Kết quả là có yêu nha. Chúc cô hạnh phúc. Rồi, chốt dây với mặt luôn. Xong. Chốt cho cô. Đây. Đẹp không mấy chị? Cái này là mấy anh chị nhớ hồi xưa chị Thảo với bán cái mặt ông thần tài mà to không, bây giờ người ta làm nhỏ như vậy nè, nó chỉ có 8/32 thôi, quá đẹp luôn. Quán thì người chốt đưa lại cho cô nè, cô đưa lại cho cô để cô chắc chắn chốt không chốt này, Châu chốt cho người khác cắt đem đi, tại vì tới 5-6 anh chị rồi lượng hồi cô ra cô không lấy chết Châu buồn luôn á. Đây cô coi kỹ giùm Châu nha. Bông rắn có mà chị Jenny Phạm. Đây nè cô chịu không? Ok không? Dạ thiếu dây 6-7 ok nha. Đợi em nha chị Tuyết ơi. Có dây 6-7 của chị vô rồi. Rồi đeo luôn hả? Đây nè đeo. Bông châu đeo hả chị? 9.906 9.906 sale 350 tiền công nha. Út ơi mình muốn đổi đồ, mình gửi về tiệm. Dạ đúng rồi chị Trịnh Đạm ơi. Rồi bây giờ lên cái lắc. Nè bé bấm giùm Châu coi. Cái lắc này là 14 chỉ 476, từ ni 56 trở lên thì chốt được. Ai ni mà nhỏ hơn thì chỉnh ni. Chỉnh ni xin phí là 300 nha. 14 chỉ 474, thị trường bán tiền công là 2.1 triệu. Bây giờ em sale cho mấy chị là 999 ngàn. 73.958 73958 73958 là mình có đơn ạ. 73958 ạ. Xe tiền công 999 nè. 999 ngàn hơn nửa giá nha mấy anh mấy chị ơi. 73958. Và nếu mà chỉnh đi thì em xin thêm phí là 300 ngàn nha. Tại vì em phải si, phải cắt nữa. 73958 là tiền công sale. Cho đổi vàng thoải mái luôn.
trao đổi về. Rồi qua à, rồi thiếu cái dây nữa, rồi cái dây ra. Tiếp sợi dây này cô lấy rồi đó, gỡ ra đi. Sợi dây là mấy chị muốn mua mặt nho nhỏ giống vậy hả? Em nhiều lắm, 37 cô ơi. Để em lên cho, gỡ ra đi, cô lấy dây với mặt 6 chỉ 1, sao cũng 5 tấc rưỡi hoài vậy? Người ta mua 6 tấc mà mấy men. Rồi đây, em cộng này 6 tấc này chị, 5 chỉ 795. Thị trường bán 800 ngàn tiền công, mà em sale cho chị 308, 6 tấc 29 triệu 587 ngàn. Rồi chị Ngọc Tuyết chốt cái lót đó. Ok chị, chuyển cọc cho Út nha. Chuyển cọc thêm cho Út chị nha. Nội dung chuyển khoản để trên Facebook thôi chị nha, không đi mua lắc hay mua vàng nha chị. Rồi bao nhiêu tiền? 29 triệu 587 ngàn. Cô Hoa đâu? Em bill đi, em bill lại. Ok rồi, đưa rồi chị. Đưa rồi, nè đọc lại đi. 29 triệu 587 ngàn. 29587. Ủa chị Ngọc Tuyết nào, hồi nãy chị nào mà hỏi cái sợi dây 6 tấc tay cũng là Tuyết phải không? Chị Ngọc Tuyết đó, cũng Ngọc Tuyết luôn. Chị chốt dây chốt lắc luôn hả chị? Hay sao chị? Ghi giấy dán sợi dây vô để lộn nha. Em có cái kiềng XD bị gãy, mình có xem đổi là được không? Thì chị cứ gửi vàng lên đi, bên em giờ đổi dễ lắm. Chị chốt lắc đó, rồi có chốt cái dây không chị? Chốt dây luôn em, rồi ok chị, gỡ ra. Chuyển khoản giùm em chị nha. Mấy anh chị còn muốn mua dây 6 tấc nữa hả? Muốn mua dây 6 tấc mà mấy chị? Dây bao nhiêu tiền, đọc lại. 39 triệu 587 ngàn, tiền công sale 380. Rồi chuyển cọc cho em đi chị, mỗi món 1 triệu. Chuyển khoản nội dung này để trên Facebook thôi chị nha, không ghi mua dây, okay, mua lắc hay mua vàng. Cuối lại được mua 2 món luôn, sướng không chị Ngọc Tiết? Rồi, à, 8 phân 32 nè. Mặt ông Di Lạc cho sale cho mấy chị tiền công là 250. 250 chị. Siêu vàng lại giùm được chị, mà chị đeo vừa không? Chị đeo vừa luôn đúng không? 4443. Bé Hương, em gọi điện thoại của Hoa Kim Lý đi, báo trọng lượng đi Hương. 4443 là mình báo của hỏi gì dài ngắn trọng lượng gì báo giùm chị. 4443. Tiền công sale 2. Cái này đẹp nha. Chị Phan Phan nên mua này về nè chị. Đẹp lắm. 4443. Thấy đẹp không chị? Sắc sảo ghê luôn á. Mua là bán được á. Chị Oanh Nguyễn lấy bông. Rồi em chưa ship nước ngoài được chị nha. Chị mua người nhà tới lấy được không? Được chị, ok rồi, em chốt bông cho chị 9 triệu 906. Thì công sale có 350 thôi nè. Có. À đeo vừa ok chị. Ok. Đeo vừa là an tâm rồi. Cái gì vậy em? Rồi chị Cari lấy 4443. Chuyển khoản cho em. Mỗi đơn là 1 triệu nha. Cô Tạ Thị Lễ bị hụt mất rồi. Lên. Cái mặt này cũng đẹp lắm mấy chị. Nè, nó đẹp từ ở đây. Đó, mấy chị thấy không? Ở phía dưới mà còn mất mấy sáng chân à. Trưa mai tới tiệm lấy cũng phải chuyển cọc cho em nha. Chuyển cọc mỗi món 1 triệu giùm em nha. 1 chỉ 146. Trưa mai chị tới chị chuyển cọc rồi bên mới bắt đầu si. Còn không là chị cọc à, chị muốn mà em si luôn á. Mà trưa mai chị thử không? Nên 56 chị vừa. Nếu mà chị quyết định như vậy thì chị cọc cho em 2 triệu cái lắc đó đi. Rồi cái dây 1 triệu là 3 triệu rồi bên em si luôn. Si xong rồi em nhắn chừng nào xong em nhắn chị mới ra nha. Chị để tối mai chị hãy ra sớm nhiều khi si chưa xong. Rồi 1 chỉ 146 nè. Thị trường bán tiền công là 480. 240 tiền công. 6016. Mặt sau mặt trước như nhau ạ. 6016 là mình có 6 triệu 016. Tiền công sale 240 ạ. Nè chị Cari chỉ nói lấy cái dây chỉ xỏ vô đó Hương. Em xỏ vô chụp hình cho chị, em cắt tem ra luôn. 6016 chị Bích Dương lấy này đẹp nè. 6016. Ờ cô lại thì liệu cũng vậy đó. Mấy chị hồi nãy chốt phục đó. Lấy cái này nó thời trang lắm. Muốn mua lẻ là ra tiệm em. À mặt sau Phật Di Lặc ha, chụp mặt sau luôn chụp cho khách coi. Chị Cari luôn nha. Rồi, chị Ngọc Tuyết nhớ không? Chỉ là mày mai giải quyết đơn là chị muốn si sẵn ở nhà vậy đó. Thì chị chuyển cọc rồi mình si nha. À. Rồi, còn gì nữa nhỉ? Hết rồi đúng không? Thêm xuống ai luôn đi nha mấy chị. Giờ cũng hết yêu cầu rồi, đâu còn gì nữa đâu. Chuyển khoản giùm em với nha. À, hả? Cũng nhẫn chị Nhi Nguyễn. Cái nhẫn dài chị này nãy chị hỏi nè. Đây đây đây, chị hỏi nè.
một chỉ 464 thì nhỏ là chốt đơn ok luôn. Thị trường bán 885, bây giờ em sale 350. 7729. Mấy chị ơi, cái này nó đẹp lắm nha, nó sáng trưng à. Ni là ni 11 12 đó. 7729 à. 7729. 7729. Tiền công sale 350 à. 350. 350. 350. 7729. Nó là 7729. Bông giống châu lai 3.8 triệu còn không? Mặt hột bẹt, bông hột bẹt nha. Nhẫn trái tim em bán rồi chị. Đây, em lên đôi bông nè. 7 phân 8. Sale tiền công cho mấy chị 250. 3818. 3.818. Nhân viên em chụp hình cho chị đó chị Ngọc Tiết. 3818. Đôi bông là 3818. 3818 mình có đơn mấy chị nha. Nhẫn dài hột đỏ có chốt nha chị, là nhẫn nào chị? Chị Thùy Thủy. Dạ chị Anh Nguyễn Lê Bông, cảm ơn chị Phạm Lan nhắc em, nhưng mà ý là em không có chốt nước ngoài được á, rồi chị có chịu lấy không? Em không có ship nước ngoài được á. Nếu mà chị đồng ý á, là người nhà tới lấy ship Việt Nam thì chị ok giùm em. Rồi Hoa Hiệp Nguyên nha. Cảm ơn chị Phạm Lan đã nhắc út nha. Cái chị nhận chị Nhi Nguyễn là cái nhận này chị, này chị la. Mà nãy giờ mình lên mà chị đi đâu? Chị Nhi Nguyễn, cái chiếc này được không chị? Chiếc này đi to nè. Chị đem đi 18. Nhẫn đi 7. Như em bé rồi. Nãy em có chiếc nhẫn đi 8 đó. Mà to thiệt là to luôn á. Cái gì khách chốt rồi mà con. Giá ở đây. Có gì coi lại. Có gì coi lại là nãy chị Bùa Bạch nói lộn tiền công gì đó. Ngày mai chinh. Ngày mai bé nó coi lại cho không sao đâu. Chị đừng có lo lắng gì cái chuyện đó. Nha. Rồi chiếc nhẫn này đó chị, em sale 350 tiền công thôi. Một chỉ 628 8555. Chị để của Pháp đi, mấy cái ni bự này chị đeo được. 8555. Cái này là ni 15, chỉnh ni được không với mũi? Chỉnh ra ni 18 đâu có vừa đâu mũi. Cái này ni ra ni 16 là hết cỡ rồi chị. Dạ lên mặt hột bẹt. Ni 16 hết cỡ được không chị? Bữa nào em ra tiệm của chị mua luôn. Dạ chị Phạm Loan, bữa nào ra tiệm của em mua đi cũng được. Dạ lên mông cảnh bạch có luôn nha. Lên mặt bẹt nè, 6 phân 97. Rồi út sale tiền công cho chị. Nhẫn kia ra đi không được, chị nó nhỏ quá đó. Sale tiền công cho mấy anh chị là 320.000 tiền công thôi. 3833. 3833. 3833 là mình có đơn ạ. 3833. Mặt ghi lạc hết rồi chị. 3833 thì rồi. Sale có 280.000 thôi ạ. 300 mấy á? 380. 6.7 chứ. Trừ 3833. 320. 320. 3833. Rồi chị Phan 33. Phan lấy nha. Bông cẩm thạch nè. Đít vặn nha. 6 phân 84. Ít vặn mấy chị, sale tiền công cho mấy chị là 150. Thành tiền 3597. 3597. 3597 là mình có đơn. 3597 sale tiền công 150. 3597 tiền công sale 150 thôi mấy chị ơi. Mặt đá sòn Nam Phi 3 phân 6. Sòn Nam Phi 3 phân 6 sale tiền công là 290. Rồi chị Phan Phan lấy 3597 luôn. 2104. 2104 là mình cẩn thận hình cánh hoa hồng để lai sau cho lên nha. 2104 lai này cho không chuẩn bị. 2104. 2104 là mình có đơn ạ. 2104. 2104. Rồi chị Thúy Anh lấy nha, quá rẻ luôn. Rồi tiếp. Em lên một cái đôi bông hột bẹt mà đít vặn luôn. Sáng trưng. Xe tiền công 260.000 thôi. 5 phân 98. Năm 260, 5 phân 98. 3274. 3.274 đít vặn. 3274 là mình có đơn ạ. 3274 đẹp lắm nha mấy chị. 3274 à. Em không có một hộp mà em có dạng hai lô hai tầng đít vặn. Mình ok thì em lên. Rồi.
em lên một cái mặt hột bẹt nè, 5 phân 15, thị trường bán tiền công là tầm khoảng là 600 ngàn đó, siêu đẹp luôn. Bây giờ em sell cho 250. 2846. 2.846. 2846 là mình có đơn 2846. Rẻ lắm nha mấy chị. Tiền công sell 250 thôi ạ. 2846. 2846. Tiền công sell 250 thôi mấy chị ạ. Mặt đó mà bỏ qua là uổng nha, tại vì nó hình túi tiền luôn đó. Rồi em lên một cái bông khoen. Bông khoen 5 phân 48, sale tiền công là 150. 2912. 2.912.000. Kim tiền. À. Rẻ quá mà nhẹ nữa. 2912. Rồi, dán luôn. 2846 kìa. Chị Mỹ Duyên chuyển cọc chú 1 triệu nha. Nội dung chờ còn nhớ để tên Facebook thôi chị nha. Con ghi mua mặt hay mua vàng nha chị. Mỹ Duyên chốt đơn 2846 cho Nga Tăng. 2846 là chốt mã sau hả chị? Chị cắn thuộc chim nhắc ở trong inbox giùm em với nhân viên, em sẽ giải quyết đơn chị nha. Chị Mỹ Duyên chuyển khoản, tên thủ chuyển khoản em trong vòng 10 phút chị nha. 5 phân 72. Có chuyển khoản là chị Nga Tăng sẽ được có đơn. 5 phân 72. Sale tiền công 270 ngàn. 2850. 2850 giùm em nha. 2850 là mình có đơn ạ. 2850 ạ. Tiền công sale 270 nè. 2850. Em lên một cái đôi bông siêu sang trọng nè, cho mấy chị giá tay to. Chị thi liễu lấy 2850 nè. 7 phân 94. Sale tiền công cho mấy chị 280 mà siêu to luôn nha. 7 phân 94. 4282. 4282 siêu to luôn. Chỉ có 280 thôi mấy chị nha. 280. Sáng pháo bông để buổi sau út lên cho mấy chị nha. Rồi lên đây, đẹp lắm, bông bật nha. Nhẫn đi 7 hả? Nhẫn bé đi 7, nhẫn bé em không có lên. 8 phân 21 bông bật mấy chị. Sale tiền công cho mấy chị đôi này là 290 ngàn. Siêu đẹp luôn, bông bật 290. Ừ. 4428. 4.428. 4428 là mình có 4428. Đơn 4428. 4428. Thì công sale 290 ngàn thôi. Rồi em lên một cái mặt si trắng này chị. 4 phân 88. Mặt 2846 có khách chốt cho chị lúc kia. 4 phân 88 sale tiền công là 150.